Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, ráp hay bùng nổ. Giám Việt mùa 3, 20 giờ thứ bảy, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Tuần trước, bảng đấu đầu tiên của vòng bứt phá đã đốt cháy sân khấu của Rap Việt bằng 4 tiết mục vô cùng bùng nổ. Và chiến thắng đã thuộc về chúc mừng Leo Grace. Strand X và Law đã sông đất thành công cho bảng C với hai phần trình diễn không thể chảy hơn. Đêm nay hãy tiếp tục gặp gỡ hai chiến binh của bảng C là Von Tuck và Tess cùng bốn nhân tố cân tài cân sức của bảng A, hứa hẹn một đêm thi khiến tất cả mọi người bùng nổ ngay bây giờ. Tấn Thanh xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang trở lại với vòng 3, vòng bứt phá của Rappi. Chúng ta đang theo dõi chương trình Rappi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với V Channel thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện, sẽ được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Quý vị và các bạn hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để có thể xem sớm nhất và trọn vẹn Rap Việt mùa 3. Thưa quý vị, Vion là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình. Quý vị đừng quên fusevz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình năm nay, Pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình. Và đơn vị đồng tài trợ nhãn hàng Lay's, Lay's giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Bên cạnh đó cũng xin được cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị tài trợ ghi âm và phân phối độc quyền bản ghi của Rap Việt của bạn. Ngay bây giờ, xin được chào đón những nhân vật quen thuộc của chúng ta, huấn luyện viên Big Daddy, huấn luyện viên Andre Ryan, huấn luyện viên B Ray và huấn luyện viên Thái VG. Xin được chào đón ba vị giám khảo Cao Rick, Jess Daddy Suboy. Bên cạnh đó các bạn đừng quên một nhân vật rất là dễ thương, anh chàng đẹp trai DJ Wuko. Và tôi là Trấn Thành, xin chào quý vị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo. Xin giới thiệu Vô Thạc. You ready for round three? I'm all on ready. So I put you with these guys right here. I feel like all these guys come with a lot of energy, you know, and I feel like you can match their energy. Mình không nghĩ là bảng đấu mình lại sẽ còn các anh em mạnh như này. Đây sẽ là một vòng thi khá thú vị. Ai mạnh nhất cái trận này? Em nghĩ là bạn nào cũng có thế mạnh riêng. Taste, Law, Jane H đều fast flow được. Giọng của các bạn đều rất là nội lực luôn. Mình nghĩ đấy cũng là lý do mà anh Thái cho mình vào cái bảng đấu này. So the topic, những câu nói truyền hình, you know, stuff they do out there, I heard like Sukuna or Wee Ya yeah, or something like that. Do you know about that stuff? Bản thân mình không hiểu gì cả. Nhất là từ Sukuna đến giờ mình vẫn chưa hiểu nghĩa là gì. Hiện tại thì em đang nghĩ ra một câu nói ở trong bài phỏng vấn của một bác. Đó là năm nay tôi 70 tuổi rồi mà tôi chưa bao giờ thấy trường hợp này. Ok. Cái message là gì trong cái bảng này? Em sẽ đưa về những cái gì thật nhất đối với em. Và mình muốn mang những cái câu chuyện mà mình đã trải qua trong cái hành trình đường phố của mình. Và đấy cũng là giá trị mà hip hop đem lại, sự chân thật. Before we get in more details, let's just check out the beat first. Sure. Let's do it. Let's go. So
So what do you think about the beat? Em nghĩ là True Pills luôn luôn làm beat rất là đã tài. It's probably gonna be more your style. I feel like the beat selection might be a little different from what everybody's used to. So like a hard bass and it's a low dark sound. Những cái phần âm thanh của em nghe nó hơi tối, nhưng mà những cái thông điệp mà em đưa ra luôn là hướng đến ánh sáng và hy vọng. Bản thân mình là một trong những nghệ sĩ biểu diễn đường phố người Việt Nam ở Úc và đến ngày trở về đất nước và muốn đem những chất liệu, những kiến thức mình học được để đóng góp xây dựng của Việt Nam phát triển. I think em should incorporate cái beatboxing của em cho này. Oh, why not? Yeah, you know, you're a very unique artist, bro. Like you're a street performer. So you know how to win the crowd with your style, you know what I'm saying? So I feel like you should just do you and give it everything you got on this one, you know? Em nghĩ là sẽ hay đấy. Yeah. Em sẽ đưa hết tất cả những cái gì mà mình có qua cái phòng biểu diễn này. It's been a little journey for us, you know what I'm saying? And you got my full support and good luck to everything you do, bro. Cảm ơn anh Thái. From yeah, all love, bro. Yeah. Much love, man. Rất là đẹp trai. Em nãy giờ em có coi mấy bạn thi không? Em ở trong kia em tập ạ. Em vẫn nghe được mọi người diễn ở trong đấy ạ. Em nghĩ là bài thi của em như thế nào? Có đủ tự tin không so với bài của mấy bạn? Em sẽ cố gắng nhất có thể. Dạ, chúc em thành công trong phần trình diễn tối nay. Cảm ơn anh Thành rất nhiều. Ok. Vỗ tay. Sân phố như lễ hội của tương lai. Nếu con đường phố như là một cánh rừng hoang dại, ta sẽ là con thú sao nó mơ để survive. When I got pushed closer to the edge, kids now had sound but than that. Hành trình kéo dài không có gì là mãi mãi, cứ sống an toàn chẳng khác chi là end. Khi cả thế giới không có ai tin vào bạn, lắng nghe tiếng nói từ vũ trụ để mà bay. Ở trong huyết mạch dòng điện vẫn luôn luôn tỏa cháy. Sống có một lần thử thách nó không try. No fear, take it slow, but we do it right. From the street to the future, from the ashes we will rise. No fear, take it slow, but we do it right. From the street to the future, from the ashes we will rise. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Night, night, off for the team. All my brothers together, we stand high for the dream. Nơi nào dòng máu Việt và con trẻ trong tim. We gonna make it, vì sức mạnh chúng ta có đó là niềm tin. Sóng gió, dầu bão, sẵn sàng lao vào. Ngọn hải đăng là khả năng sáng tạo, đã soi sáng khi lao đao, không biết mình phải đi về hướng nào. Âm nhạc đường phố để cứu rỗi chữa lành cho đứa trẻ khi tâm hồn nó đang thoái trào. Tha phương nơi bốn bể để một ngày đứa trẻ quay trở về với đất mẹ. Making them proud, making them proud. Giữa rừng xanh bạt ngạn mình ngồi với con mạ, tìm bàn phím cơ là cạnh rất rõ ràng và rành mạch. Nhìn phố chảy dọc sạch, tay đã bạch mồ hôi rơi lạnh tách. Nó biết sống contract. Giữa thành phố trong đêm, những âm thanh vang lên. Keep going insane, Vietnamese blood flows in my veins. Back, back off for the team. All my brothers together, we stand high for the dream. Da 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 da. Nơi nào dòng máu Việt vẫn còn chảy trong tim. We gonna make it, vì sức mạnh chúng ta có đó là niềm tin. Cuộc vui dù cùng đến hồi kết, chạy theo đam mê không mỏi mệt.
thuật đường phố sinh ra cho tất cả, kết nối con người muôn nơi cùng đột phá giàu nghèo ngôn ngữ sắc tộc với màu da dưới ánh đèn đường kết nối cùng tăng hoa. Một mình ta đi trong bóng đêm của sợ hãi, nghệ thuật lành sáng soi lý do ta tồn tại. Nếu mà mở mắt không thấy mặt trời của ngày mai, ngày cuối cùng đó trên tay ta sẽ bắt cầm mãi. Việt Nam trong tôi, Trump, 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 Trump. Việt Nam trong tôi, Trump, 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 Trump. Bang, bang, up for the team. All my brothers together, we stand high for the dream. Nơi nào dòng máu Việt vẫn còn chảy trong tim. We gonna make it, vì sức mạnh chúng ta có đó để niềm tin. Bang, bang, up for the team. All my brothers together, we stand high for the dream. Nơi nào dòng máu Việt vẫn còn chảy trong tim. We gonna make it, vì sức mạnh chúng ta có đó để niềm tin. Yeah, Việt Nam. Parola vô tay. Em có hơi nóng lắm không? Em rất nóng ạ. Thôi ráng chịu khó xíu nè. Nếu như mọi người có để ý thì mình thấy là trang trí đằng sau lưng của bạn thì nó cũng giống như là những cái khu hip hop ở ngoại quốc. Không biết là em có ngụ ý gì không khi chọn cái cảnh trí như thế này? Và tại sao lại có cái loa này? Ở Sydney có một cái con ngõ nhỏ. Đấy là nơi mà sau mỗi giờ biểu diễn hàng đêm của em cuối tuần là em lại lùi vào đấy một mình, em ngồi nghe nhạc. Rất là khó để giải thích tại sao em lại thích những con ngõ như vậy. Nhưng em cảm giác những nơi mà rú xì trên đường phố thì không ai quan tâm tới, nhưng bản thân em lại tìm được một sự kết nối rất mạnh với những nơi như vậy. Em nghĩ là tất cả mọi sự tưởng tượng của em nó cũng xuất phát từ những con ngõ này. Còn về cái loa cũng là hình ảnh đại diện cho những người đi biểu diễn đường phố bên kia. Ai cũng có một bộ rất là to lớn, cả loa, cả mic, cả đàn. Nhưng em thì có mỗi cái loa với cả cái mic thôi. Dạ. Hôm nay chúng ta có một cái bài biểu diễn rất là đường phố, đúng với cái tinh thần của team anh Thái. Anh có hài lòng với bài thi của bạn không anh Thái? If that's what he wants to do, I support it 100%. So if that's him showcasing him and his life and what he's about, he got my support. Anh Thái anh thấy thương lắm. Anh đúng y như là một cái người cha luôn luôn bảo vệ cho con của mình. Và cái ánh mắt của anh khi mà nhìn những bạn biểu diễn trên sân khấu nó đầy tình thương và sự che chở. I said do advice as much as I can. I let him know how I feel, you know what I'm saying? But at the end of the day, that's his choice. This is what he want to do and I support it. Thank you, sir. Pierre nghĩ sao về bài thi vừa rồi? Em rất là thích những người nghệ sĩ mà có những cái câu chuyện về cuộc đời của họ và họ có thể đem điều đó vào trong những bài nhạc ấy. Cho nên là em rất là ấn tượng với cái bài này và đương nhiên cái vocal của ảnh cũng làm cho cái bài nhạc nó rất là mạnh mẽ. Nhưng mà ở trong một cái bảng đấu như thế này thì em có hơi lo. Em cảm ơn anh. Anh muốn em tin rằng là mỗi một nghệ sĩ họ có một cái năng lượng riêng của mình và em thoải mái khi em biểu diễn nó thì chắc chắn sẽ có một cái nhóm khán giả của riêng em. Họ cũng là những người thích ghé thăm những cái con ngõ nhỏ giống như em. Cảm ơn anh Thành. Thực ra thì đến được tới vòng 3 của chương trình là một sự bất ngờ nên em chỉ biết làm hết mình và em đã được tận hưởng cái không khí này rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Andre thì nghĩ sao về bài này? Anh rất thích một người nghệ sĩ real như là em. Và anh cũng đã tiếp xúc với em mấy lần khi chương trình tổ chức ăn uống. Anh thấy em là một người rất là biết cheer up đám đông. Giống như là khi em vừa bước vào cái sân khấu em đã cheer up tất cả mọi người. Em làm beatbox này nọ. Và em cũng đã có một cái bước nhảy vọt trong âm nhạc của em. Yeah, anh chúc mừng em. Cảm ơn anh. Mời Big. Có thể đối với em bứt phá của cái vòng này là kết hợp beatbox với cả rap. Nhưng mà đối với anh thì mình vẫn phải tập trung vào cái phần rap của mình nó có sự hấp dẫn. Thì hôm nay ở đây anh thấy em có sự cố gắng. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa thật sự là mang cho anh một cái cảm giác đã ấy. Nhưng mà anh cũng rất là thích cái phần trình diễn của em. Những cái sound mà em đưa ra rất là hay. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn anh. Anh hỏi thật là em có thích đứng trên một cái sân khấu có vài ngàn người không? Hay là em chỉ thích diễn ở cái nơi em đang diễn? Cái ngày đầu tiên mà em đi biểu diễn đường phố, không biết một cách nào em luôn tưởng tượng là em đang đứng trước hàng ngàn người. Nhưng mà thực ra trước mắt em chỉ có 1-2 người thôi. Dần dần em đã có cơ hội được biểu diễn trên sân khấu lớn. Và đấy cũng là một trong những ước mơ lớn mà em muốn hướng tới trong tương lai. Tại sao anh hỏi em câu này? Là bởi vì mỗi một cái sân khấu á, nó có một cái cách trình diễn của nó riêng.
những gì em vừa mang đến nó sẽ rất là thú vị với một người nghệ sĩ đường phố. Nhưng mà khi em bước đến một cái thị trường đông tài năng hơn, thì em muốn nổi bật giữa cái đám đông đó, phải tìm một cái câu trả lời cho riêng em. Nếu như em nói em có ước mơ được diễn trên một cái sân khấu vài ngàn người, thì hãy học cái cách trình diễn cho vài ngàn người xem. Thank you anh Thành rất nhiều. Appreciate it. Nói tới vocal thì ai cũng biết là cái âm tầng low rất là mạnh. Nhưng mà trong cái bài này, tôi thấy có một cái chỗ mà vocal hát cao lên, có thể hát lại được không? Giữa thành phố trong đêm, những âm thanh vang lên. Keep going insane, Vietnamese blood flows in my veins. Yeah, cái phần này nó rất là epic. Nếu mà mọi người được nghe lặp lại thêm vài lần nữa thì tôi chắc chắn là vocal đã cân bằng được giữa cái tầng low bass và cái tầng high rất là hiệu quả. Nếu như vocal master cái phần này thì em đi sân khấu lớn hay cái gì đó là không vấn đề. Much love chị. Trước hết thì anh hỏi hơi ngoài lề một chút là nghệ sĩ đường phố là em coi nó là công việc chính luôn. Em tự hào về việc là em không bám víu vào một công việc nhất định. Em có thể làm về đạo diễn hình ảnh, làm truyện tranh, em vẽ tường và em đi biểu diễn đường phố. Nhưng em nghĩ là cái chặng đường của em tự do rất là lâu. Khi em về Việt Nam và được đi vào sân khấu rap Việt, đấy là khi mà em được quay trở lại với những kỷ luật. Và đấy là cái em đang rất là muốn được học hỏi từ chương trình. Yeah, tại vì anh rất là tôn trọng những người nghệ sĩ đường phố. Hôm nay anh xin được là người đứng ở góc đường để nhìn em biểu diễn. Yeah, đó là một cái bài biểu diễn rất là nghệ thuật trong anh. Người lạ nơi cuối con đường. Em không biết nói gì nhiều ngoài là em rất cảm ơn các anh chị ở đây đã cho em lời góp ý chân thành nhất. Và em cũng mong là trong tương lai sẽ có cơ hội được học hỏi hơn nhiều từ mọi người. Yeah, cảm ơn mọi người nhiều. Hội trạng pháo tay nồng nhiệt cho Vortex. Tháng 8 này cùng Vion Plus nhìn nội dung hay. Show đỉnh nhất, xem sớm nhất chỉ có thể là Vion. Phim hay, Vion độc quyền ngay, chỉ có trên Vion. HBO mới nhất, xem cực nhất chỉ có thể là Vion. Thể thao sâu, Vion bao giải hot, mượt nhất trên Vion. Và còn vô số nội dung tuyệt đỉnh khác đang chờ bạn. Khám phá siêu ứng dụng giải trí Vion ngay. They're very đặc biệt to me. 500 anh em ơi. Lúc nãy chúng ta nghe ngoài Andre ra thì cũng có một người khẩu khí rất là tự tin. Anh ta cho rằng những đối thủ còn lại có cơ hội chiến thắng dù cơ hội đó thật mong manh. Ôi, lời nói đầy khiêm tốn đó phát ra từ đôi môi nhỏ bé của Big Daddy. Đấy là em trích lời của... Chứ phải lời em muốn nói. Nó gọi là mượn gió bẻ tre. Ngay bây giờ, trên sân khấu của chúng ta, nhân vật đang được mọi người chờ đợi, trong đó có tôi. Thưa quý vị, Chess! Chủ đề bảng này của em sẽ là những câu nói thịnh hành. Thì em có nghĩ ra gì không? Dạo gần đây em hay phát ngôn một câu là còn cái nịt. Còn cái nịt thì kết quả của ông là còn đúng cái nịt luôn. Không được à? Được, bỏ đi, bỏ đi. Mình vẫn thích làm ca dao tục ngữ hơn. Bởi vì cái kho tàng ca dao tục ngữ của Việt Nam rất là đa dạng và nhiều. Có rất ít câu thịnh hành mà hiện nay các bạn trẻ có thể nhớ được. Anh Dương bật cái beat cho bạn ấy nghe xem bạn ấy có nảy ra. Cũng hợp lý anh ạ. Tất cả các đối thủ đều rất là năng lượng ấy. Cho nên là anh cũng đã chuẩn bị một cái beat mang một cái năng lượng sân vận động à. Át được tất cả các thí sinh. Từ vô công cho xin một ít nhạc nha.
Ở nửa đầu của beat thì mình có sử dụng nhiều cái âm thanh dàn kèn đồng và cái tiếng trống taiko của Nhật, tạo một cái cảm giác hào hùng và hoành tráng, và nó sẽ giúp cho TAZ thể hiện được nhiều hơn về phần rap của mình. Sau rất nhiều kinh nghiệm thực chiến trên các sân khấu từ bé đến lớn, từ thành phố đến các huyện, thì mình tự tin vào khả năng của mình có thể kiểm soát được con beat này một cách dễ dàng. Mạnh đấy, bài này mạnh đấy. Nghe cái beat này cũng enjoy phết nhỉ? Wait a minute. Thế thì mình chơi câu enjoy moment này đi anh. Được. Hay luôn đấy nhỉ? Nghe cũng hợp lý. Có thể đấy là một phút xuất thần của Test. Enjoy cái moment này nó cũng là một chủ đề rất là hay. Và mình cũng rất là háo hức biết Test đang enjoy như nào. Nếu mà để nói về enjoy thì mọi người sẽ nghĩ theo hướng vui vẻ, tận hưởng. Nhưng với mình thì khác, dù cuộc đời có xoay chuyển các bạn theo hướng khó khăn, chạm đáy, thì mình nghĩ là chúng ta vẫn nên enjoy. Dưới đáy thì luôn là những bài học mà chúng ta sẽ rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. Em nghe qua con beat này, em có phát được ra giai điệu. Cái giai điệu thì anh thấy hay đấy, nhưng mà anh khuyên là em đừng nên hát. Em nghĩ thế. Ở hai vòng vừa rồi anh không muốn em show quá nhiều cái fast flow ra. Dạ. Tại vì là cứ fast flow từ đầu thì cũng giống test của mùa 1. Dạ vâng. Nhưng mà ở vòng này thì anh nghĩ là em quay lại với điều đấy là hợp lý. Mình cũng đã chưa sử dụng nó quá lâu rồi. Mọi người cũng tò mò xem là trình độ fast flow của test còn như xưa không nhỉ, hay là nó tệ đi. Thì mình chắc chắn là mình sẽ tốt hơn ngày trước rất nhiều. Dạ, thì nó sẽ là một cái điểm mạnh của test mà các đối thủ khác cần phải lưu ý. Đấy, mọi người cứ bảo em giấu bài. Nghe là thôi, vòng này lại phải bung rồi. Ok. Bung ra thôi. Chúc cho Đình Dương sẽ enjoy cái bảng đấu này. Enjoy chứ anh. Mình làm hết sức mình là mình được enjoy rồi mà. Anh tin em. Em cảm ơn anh. Cứ đặt lòng tin ở em. Ừ, mạnh ơi. Ok, và đây là TEZ, aka Test đẹp trai. Và hãy chờ đón phần trình diễn của mình tại vòng 3 Rock Việt. Peace out. Này ngon nha, làm cái đầu giống con tôm tích quá. đầu tư anh ạ, đầu tư một tí. Nhìn cái đầu em là thấy hải sản tươi sống rồi, đó là hấp dẫn nha. Cho anh hỏi là hôm nay câu thịnh hành em chọn là câu gì? Em đã chọn câu enjoy cái moment này. Câu đó là em nói cho em hay là em nói cho mọi người vậy? Cái câu chuyện ở sau cái câu này cũng khá dài anh ạ. À vậy hả? Vâng. Thôi vậy mời em kể. Một cái vỗ tay cho Tez. Đừng như bố mẹ, không có tiền để người ta khinh. Khoảnh khắc anh nghe được câu ấy, bé Dương biến mất và thằng Tết được khai sinh. Từng lời mẹ nói, anh mới thấy mẹ bị khinh thường, tim anh nhói lại như kim đâm. Nếu đời là biển thì giây phút đó là tảng đá đầu tiên ghi đôi chân. Đã từng có lúc mà nó kéo anh chìm xuống, như bóng ma ám anh cả ngày hay đêm. Cho đến ngày anh cố vươn tới thứ mình muốn mới nhận ra thời khắc đó là cặp cánh để bay lên. Tất cả khoảnh khắc đau đớn trong đời vương đầy, chỉ đừng dẫn lối từng lời như thầy. Gửi lời cảm ơn những moment trong bóng tối làm nhiên liệu cho anh chói sáng rạng ngời như này. N-T-E-Z. Và tôi viết bài hát này dành tặng cho tất cả những ai đã từng muốn xin thôi. Chỉ muốn thả mình giữa dòng đời, đắm chìm và lặng im trôi. Nhưng mà tin tôi, chỉ cần có tình yêu ở trong tim thôi, không có gì là khó, vì khó sẽ ló cái enjoy. Tương lai dường như tối hơn từng ngày, thực tại vượt qua những bức tường dày. Người yêu mới vừa thành người yêu cũ, ký ức xưa muốn níu giữ đôi chân anh như bùn lầy. Dòng tiền thì chưa cuốn anh đi, dòng đời dường như muốn anh suy. Ok, anh vẫn cười tươi vỗ ngực như đời ơi, khi nghĩ về gia đình đang đợi anh lên sóng TV. Chiều nào còn được bắt đầu bùng nổ, chiếm đi giấc mơ anh không ngại gì cực khổ. Vững vàng tâm trí không bị đổ nghiêng, vì anh luôn tin tổ tiên ở phía trên đang phù hộ. Phương châm là tiền vẫn phải lấy, gót giày trong vũ lệ vẫn phải tiến. Sao ta phải chạy trốn, còn đến đâu mà ta cảm thấy khi mà trên lưng vất vả ấy hóa thành đôi cánh đưa ta. Nâng cao như cánh chim trời, dù phía trước đang chờ ta là bao khó khăn gần xa sẽ nhanh qua thôi mà. Theo chân ta nơi cuối con đường, còn ai sẽ bên cạnh đây? Liệu ai sẽ buông bàn tay quên đi bao tháng ngày? Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, các anh cảm giác như nhà vô địch ở rap Việt. Sao mới là bán kênh của rap Việt? Thần ở flow lại vác miếng lên sẽ có vật tác nghiệp. Chuyển năng lượng như cáp điện từ thành phố đến các quyết thợ. Anh giơ tay muốn chứng minh cho anh cả trăm bức. Nói với độ ngộ bằng người ta ăn đứt. Từ thần thái cho tới cái cầm mài, anh vẫn cứ lớp ảnh ra kể cả có răng sứt. Xem về tập anh đã thể hiện bọn họ cứ nhầm tưởng anh giấu bài. Xin ekip con xe cút kít mang gạch đá về xây lấu đài. Khán giả ngồi dưới đừng có quên tên tôi, thế nên nụ cười hiện lên trên môi. Nếu không thích tác phẩm test diễn thì cứ enjoy tiểu phẩm dương tấu hài. Chúc quý bạn và các vị ngày hôm nay một tinh thần thoải mái để nghe được một câu hay. Chúc đối thủ của anh gặp thật là nhiều may mắn, tìm ra được cơ hội thắng dù là chẳng có cơ may. Vì thế là ngàn nên phải nói nhanh, chúc người yêu quý nhất đời mới ta. Chúc cô gái nhất chẳng đời giống ai sẽ ta tiền tài bao thoải mái. Bao cả con phố ai cũng phải hóa lên trong trạng thái enjoy. Mơ mơ chuyện được cảnh có những thay đổi dù không phải vỡ bỏ nên sẽ phải tái nhá. Vươn lên cao như cánh chim trời, dù phía trước đang chờ ta là bao.
khăn gần xa sẽ nhanh qua thôi mà. Theo chân ta nơi cuối con đường, còn ai sẽ bên cạnh đây? Liệu ai sẽ buông bàn tay quên đi bao tháng ngày? Enjoy, 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 enjoy cái moment này. 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 Lý do âm nhạc anh vang không phải để thua hay thắng. Vang để họ nếm vị ngọt anh tự chiết ra từ đời chua cây đắng. Ai cũng enjoy với thực tại để đêm về gối đầu ngủ mơ say đắm. Chung nhau cái moment này, cao đầu ngước lên và giơ tay nắm. Giơ tay cho anh em ở đầu này, giơ tay cho chị em ở đằng đó. Giơ tay cho những người vẫn sầu đầy vẫn không kêu một lời ngày qua ngày vẫn đang vượt khó. Niềm vui thì mũ 3 x 4, nỗi buồn thì bè nửa và chia đôi. Giơ tay để bắt chặt trong khoảnh khắc từ Nam Trung lên về Bắc, tất cả đều cùng enjoy. Vươn lên cao như cánh chim trời, dù phía trước đang chờ ta là bao khó khăn gần xa sẽ nhanh qua thôi mà. Theo chân ta nơi cuối con đường, còn ai sẽ bên cạnh đây? Liệu ai sẽ buông bàn tay quên đi bao tháng ngày? Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, 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 enjoy. Và đó là TAC hỗ trợ của ca sĩ Anh Tú và Vũ Thảo My. Rất nhiều khán giả khen các huấn luyện viên đẹp trai, tài giỏi, khen giám khảo là công tâm, có trách nhiệm. Các thí sinh mới mẻ thì cũng có những cái lời khen dành cho các ca sĩ hát máu lửa. Thưa quý vị, đó là những cái lời khen mà chúng tôi đã nhận được từ khán giả và rất là cảm ơn Vũ Thảo My và Anh Tú, thưa quý vị. Bắt tay kìa, bắt tay kìa. Cảm ơn em. Đó. Trời ơi, ngoại giao tốt quá. Ok, đã trưởng thành hơn rất nhiều, thưa quý vị. Test. Em là một cái người đi fast flow, anh cảm thấy rất là dễ chịu tại vì anh nghe rất là rõ từng chữ em phát ra. Đó là một cái điều mà anh thật sự thích. Viri, thấy sao? Khi mà Test nói là Test đang giấu bài thì em cũng nghĩ trong đầu là hù vậy thôi. Nhưng mà ai ngờ là giấu thiệt. Đây đúng là Test mà anh đã được ấn tượng từ những lần trước. Yeah. Cái bài nhạc này thì em rất là thích. Cảm ơn anh. Anh về thì sao? Đúng như là Big đã quảng cáo, soundtrack của anh phải cẩn thận với lại test. Thì đúng là cái bài của em là anh đã enjoy cái moment này, anh đã enjoy cái bài nhạc của em. Em là một đối thủ có nhiều kinh nghiệm rồi. Hôm nay Big đã làm cho em rất là tròn trịa. Từ intro vào verse 1, xong rồi em switch qua fast flow. Nói chung là mọi thứ em sử dụng rất là uyển chuyển. Anh chúc mừng em. Anh cảm ơn anh ạ. Chúc anh Vương. Đại ca Thái, anh thấy sao anh trai? Tez, you always been one of my favorites on the show. I love the message on your song, you know, enjoying the moment. You know, I feel like mình làm quá, you know, sometimes we work, we stress so much, we forget to enjoy this moment. Thank you, sir. Your flow, you know, the fast flow was crazy. The hook is very catchy. You know, good job. Cảm ơn anh trai. Xin mời hãy chơi chữ Karik. Nó phải thế. Rất lâu rồi, từ mùa 1 sau bài chạy thì em được thấy một phiên bản test hoàn hảo. Vậy một lời cảm ơn tới Big Daddy. Cảm ơn chú. Tại vì em xây dựng một cái bố cục bài, nó tạo được nhiều bất ngờ. Mở bài em có những cái flow rất là gãy gọn để cho người ta hiểu được cái thông điệp của em. Và qua tới cái hook nó cũng catchy để tất cả mọi người cùng có thể hát theo. Nó là một cái bài hoàn hảo. Trên đời này anh rất sợ một người có tất cả mọi thứ và sợ một người không còn gì để mất. Khi mà hai người đó họ bước vào một cái game thì họ rất là liều. Và anh cảm thấy em đang đứng ở phía sau. Tuyệt vời. Cảm ơn em đã cho anh thấy một cái phiên bản hoàn hảo như thế này. Nó không bỏ cái công chờ đợi của anh, tại vì anh rất là thích em.
Dạ. Mong là em phân bổ cái năng lượng và cái tài năng của em đúng nơi, đúng chỗ, đúng liều lượng là tuyệt vời. Dạ vâng, cảm ơn anh. Su, có làm em thất vọng không? Phần nhìn và phần nghe nó rất là đều đặn. Và hôm nay thì rõ ràng là em enjoy khi mà em hát cái phần khúc đó. Tất cả mọi người cảm nhận về em thì cũng chia sẻ nãy giờ rất là rõ ràng. Còn em thì khi em đứng ở đây với bài hát này em cảm thấy như thế nào? Em có viết ở trong bài vòng 1 của em, vòng 2 của em, tất cả đều là câu chuyện thực. Từ chuyện là em phải chạy làm shipper cho đến vòng 3 hiện tại, thì những gì em viết là câu chuyện mà mẹ em đã nói với em cách đây hơn 10 năm. Em cảm giác chỉ vì cái đồng tiền đấy thôi mà mẹ em rồi ba em bị mọi người nhìn với một con mắt khác. Từ đó em rút ra được những cái bài học cho bản thân mình. Dù như thế nào đi nữa, mình cũng sẽ phải nỗ lực thật nhiều, không phụ cái công mong đợi của ba mẹ. Và trong cái quãng đường mà em nỗ lực như thế thì có những lúc em khó khăn lắm chứ. Em áp lực, em muốn bỏ cuộc. Nhưng mà rồi em lại nhớ về quãng thời gian đấy. Nếu bỏ cuộc bây giờ thì sớm quá. Tại sao mình không thử tìm cái niềm vui ở trong cái khó khăn đấy và mình enjoy nó đi? Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà, đúng không? Và đến vòng 3 thì em làm được rồi. Em chút được hết những cái cảm xúc của em ra rồi. Em thấy rất là enjoy cái moment này. Em biết không, cái người hạnh phúc nhất trên đời này là tìm được niềm vui trong lúc mình làm việc. Có nghĩa là em đang sống một cuộc đời không phải làm việc. Bởi vì trong lúc làm việc là mình đang tận hưởng nó, mình không thấy cực khổ gì hết. Người ta định nghĩa giàu và người giàu. Dạ. Chúng ta sẽ không nói người ta giàu bằng việc người ta đang có bao nhiêu tiền, mà chúng ta sẽ nói người ta giàu khi mình thấy người ta đi kiếm rất nhiều tiền chỉ để được hạnh phúc. Vậy thì cái người đang nhận được hạnh phúc ngay cả khi không có tiền có phải là cái người giàu hơn hay không? Chính xác là có anh ạ. Hôm nay Chess đã rất là thoải mái, và chính sự thoải mái của em làm cho mọi người thoải mái. Đó là cách đón nhận tốt nhất, anh nghĩ vậy. Thật ra thì ở cái bài thi này của Test ấy là có 3 bản rồi anh ạ. Nếu mọi người có thời gian thì em bảo Test diễn 2 bản còn lại, em nghĩ cũng hay đấy. Thôi bây giờ thi giỏi rồi, muốn nói gì nói nè. Tức thiệt. Just đi, em kiếm cái gì em chê đi để cho người ta bớt bay lại. Chê cái hút. Bớt nở mũi, mũi nở quá kìa. Cái tính cầu toàn của Test nó cũng là một điểm đáng chê đấy. Sau khi mà tập ở trên phòng tập xong ấy, đòi sang bên nhà em cho em nghe trực tiếp à. Chứ không gửi email hay là gì cả. Yeah, em cực kỳ cầu toàn. Giống thi đấy. Đúng rồi, còn gì nữa anh, chính xác là thế rồi. À không, đấy mà, đấy là đấy là cái phần, không mời anh thật. Nói chung là thế này nè, thì cũng chỉ đang trêu em thôi. Chứ thật ra một cái người nghệ sĩ là buộc họ phải cầu toàn. Chúng ta phải nghĩ đến cái gì tốt nhất để mình mang nó ra sân khấu. Yeah. Đó là cái mà anh chưa nói nốt ở cái phần kết bài ấy. Tuy là đắt như thế nhưng mà ta xảo quá đi. Anh thích cái cách em biến chuyển thứ đó thành thứ tích cực để truyền đến mọi người. Nó giống như anh, lúc nào cũng mỉm cười với cuộc sống. Yeah. Để nỗi mà ngã sứt cả răng vẫn enjoy. Đấy. Ok, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho bài thi rất thành công của Tess. Cảm ơn anh Thành. Cảm ơn ban tổ chức chương trình, cảm ơn ekip, cảm ơn 4 vị huấn luyện viên, 3 vị giám khảo, tất cả khán giả ngồi đây cũng như những người đang ngồi sau màn hình đã cùng mình enjoy cái moment này. Thank you everybody! Bản này khó chấm dữ. Khó ạ. Khó. Thưa quý vị, ban giám khảo và các huấn luyện viên cần vài phút giải lao để suy nghĩ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với Rap Việt mùa 3 vòng thi bứt phá. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình năm nay, Pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình. Xin chào đón sự trở lại của 4 thí sinh đến từ 4 đội. Thưa quý vị, Lore từ đội B-Ray, Strange Egg từ đội Andre, Vortex từ đội Thái Việt Trì và Tess đến từ đội Big Daddy. Đầu tiên, Big Daddy, bạn nghĩ Lo là một thí sinh như thế nào? Em đánh giá Lo là một thí sinh rất là tài năng, nên là từ vòng 1 em đã tranh nhau bạn ý với cả B-Ray nhưng mà em không thành công rồi. Em không nghĩ đây là một bài thi mà nó có vấn đề nhiều như mọi người nói. Em thấy là cái hook của nó vẫn rất là catchy và Lo vẫn cho thấy được cái khả năng chơi chữ rất là tốt của mình. Chỉ có nếu như mà nghe một lần thì sẽ chưa tóm gọn được hết cái nội dung của bài, và mình có thể phải nghe lần 2, lần 3. Xin cảm ơn Big Daddy. Nói về Strange Age,
Xin anh Thái Việt Duy, anh nghĩ sao về thí sinh này? Stranger is, I think he got a dài thời gian. I think he has a good future in front of him. Just keep going, bro. That's it, you know. Good job. Bill Ray, em nghĩ sao về Voltech? Em nghĩ anh Voltech là một người rất là chuyên nghiệp từ cái văn phong, thái độ làm việc của ảnh. Và ảnh cái là toát lên là một người nghệ sĩ rồi. Nếu như mà ảnh thực sự đi theo nhạc rap ở Việt Nam và có thêm nhiều tìm tòi và châu chuốt ở trong lyrics nữa hơn thì ảnh là một nhân tố đáng gờm ạ. Chắc chắn là như thế. Voltech, anh cũng nghĩ là em nên nghiên cứu một chút. Đây sẽ là một chặng đường mới của em. Và Andre, bạn nghĩ sao về Tess? Tess sẽ là một đối thủ đáng gờm của Sonnet ở trong cái bảng này. Khi mà qua bàn tay nhào nặn của Big thì Tess đã gần như là phiên bản hoàn hảo của Tess rồi. Chúc mừng. Cảm ơn Andre. Xin ba vị giám khảo cho biết cảm nhận của các vị. Đối với em, đây là một bản tử thần đầu tiên. Tất cả các bạn như Lore, Trenes, Tess thì em cũng đã nói hết cái bộc bạch của em với tất cả các bạn. Riêng Voltech, mình chưa có được cái cơ hội đó. Đối với Rick, Voltech là một người rất là bình dị. Bạn rất là sáng sân khấu. Mình không muốn lãng phí những cái điểm lợi thế của bạn khi mà bạn bước ra khỏi chương trình này. Tại vì chúng ta cũng không thể nào trẻ hoài được, cũng không thể nào cứ lăn lộn hoài được. Chúng ta phải tranh thủ kiếm thật nhiều tiền để chúng ta lo cho gia đình, cho cuộc sống của chúng ta. Cho nên mình hy vọng là bạn sẽ về nhà, bạn nghiên cứu cái type beat nào với cái tầng giọng nào phù hợp với bạn để bạn đi theo nó một quãng xa. Còn đối với tất cả các anh em là cho dù không đi tiếp ở đây thì nó cũng không có đồng nghĩa với việc là ở ngoài kia anh em sẽ thất bại. Anh em cố lên. Cảm ơn những lời chia sẻ rất là hữu ích và gọi là cụ thể của Garrick. Mời Su. Cho tới giờ phút này thì tất cả mọi người đã phát triển vượt bậc cái tinh thần mang tới đối với rap Việt. Su chỉ muốn là chúc mừng tất cả mọi người đã bộc bạch hết những cái gì mà của mình và chơi hết mình đối với cái cuộc chơi rap Việt. Dạ. Mời Thi. Cái điều anh nghĩ là bây giờ anh nên nói nhất ở đây là một cái lời chim vành khuyên dành cho bốn anh em ở đây. Vì mọi người đều có những cái nguồn năng lượng tuổi trẻ, ai cũng sống với cái khoảng thanh xuân rất là cứ bung hết sức mình ra. Đến một lúc nào đó thì bọn em sẽ hiểu ra một điều, bước qua được cái giới hạn của bản thân mình để kiệm mình lại, nó mới là cái sức nặng của con người có nhiều năng lượng. Cái lúc mà mình cháy nhất mà mình dám ngồi lại, tiết chế để làm một con suối, mình uốn, mình chuyển, thì cái đó mới là cái khó. Cái đó mới xứng đáng học dành cho những người năng lượng cao. Và anh hay là bất cứ ai ở đây cũng đã đều học được cái điều đấy ít nhiều. Đấy, như Su bây giờ trông kiểu buôn bán bất động sản này. Đấy. Ok. Cũng cảm ơn rất là nhiều cái lời khuyên của Thi dành cho các bạn. Cái bài học tiết chế, kiểm soát được cái năng lượng của mình là một điều cực kỳ khó. Và tất cả những người đã từng ít nhiều gì đạt một lần thành công phải học được. Yes. Và bây giờ xin nhắc lại là mỗi vị giám khảo và huấn luyện viên sẽ có một phiếu bình chọn rất công tâm cho một thí sinh mà quý vị cho là xứng đáng nhất để vào vòng chung kết. Huấn luyện viên sẽ không được bình chọn cho thí sinh của mình. Thí sinh nào có số phiếu cao nhất sẽ đại diện cho bảng 2 bước vào chung kết. Bình chọn bắt đầu. Thưa quý vị, tôi đã nhận được bình chọn trên tay. Trong 4 thí sinh, chúng ta có 1 thí sinh nhận được 1 phiếu, 1 thí sinh nhận 2 phiếu và 1 thí sinh nhận được 4 phiếu. Người xứng đáng bước vào chung kết đại diện cho bảng 2 là một thí sinh nhuộm tóc có sự loại trừ. Liệu đó là Tess hay Strange? Xin chúc mừng Tess. Tess.
Vâng, và một lần nữa chúc mừng cho Tess, thí sinh thứ hai có mặt trong chung kết của Rap Việt mùa 3. Cảm ơn em. Trước khi chia tay với Rap Việt, anh cũng muốn nghe lời chia sẻ của các em. Có thể đây chỉ là sự chia tay tạm thời, bởi vì chúng ta còn tới 3 cái nón vàng. Các em vẫn hoàn toàn có hy vọng để những vị giám khảo có thể ghi nhận lại quá trình mà mình đã thi đấu. Anh mời Svenet. Dạ, lần đầu tiên thì em xin được cảm ơn 3 vị ban giám khảo cũng như là 4 vị huấn luyện viên cũng như là anh Trấn Thành. Em muốn nói rằng là cái hành trình này là một cái hành trình đáng nhớ nhất trong cuộc đời của em đến hiện tại. Ngay từ ngày đầu khi em bước vào cái sân chơi này, em đã học được rất nhiều thứ và em đã cảm giác được là đây là con người mới của em và em đã nâng lên một tầm cao mới. Em rất biết ơn ạ. Cảm ơn em. Anh hy vọng là em sẽ tiếp tục giữ cái lửa cho bản thân, bởi vì em còn rất là trẻ, còn một chặng đường rất dài phải đi, và những gì em đang làm em đang đúng, cho nên hãy tin vào nó nha. Mời Võ Thác. Đối với bản thân em thì đây cũng là một hành trình rất là bất ngờ và đầy thú vị. Em rất hạnh phúc vì được tham gia chương trình lần này, được tận hưởng cái không khí này và cái kiến thức mà mọi người mang lại trong chương trình Rap Việt trong năm nay. Với bản thân em, từ trước giờ em chưa có một kế hoạch nhất định nào cho cái hành trình của mình, mà em thẳng thường thả lỏng và đi theo nó. Đây cũng là một lý do vì em đi theo cái tiếng gọi đó và em có mặt trong Rap Việt trong ngày năm nay. Cảm ơn anh chị, tức là huấn luyện viên, ban giám khảo, cũng như anh Trấn Thành và tất cả mọi người làm chương trình này đã tạo nên một chương trình hip hop của Việt Nam rất là đẳng cấp và em rất ấn tượng. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn. Cảm ơn em. Anh nghĩ là anh chàng của con phố nhỏ cũng đã đến lúc em chuẩn bị một ít tư trang để bước ra phố. Nơi đó cũng có nhiều điều thú vị lắm nếu em biết quan sát. Chúc em may mắn. Mời Lo. Lời đầu tiên em nghĩ là em sẽ nói về sự biết ơn. Em muốn cảm ơn tất cả những anh chị bên ekip đã tạo ra chương trình này. Lời thứ hai là em muốn cảm ơn anh Bảo cũng như là các anh chị huấn luyện viên và ban giám khảo đã giúp đỡ bọn em cũng như là cho bọn em nhiều lời khuyên bổ ích. Em đã từng thi mùa 1 rồi. Sau khi ra khỏi chương trình lúc đó, như bài nhạc của em đã nói, em đã có một khoảng thời gian em tự mãn về những gì mà mình đã có được. Cho tới khi mà em quay lại mùa này thì tự tâm của em nhận ra một điều rằng em vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ và ở xung quanh có rất nhiều anh em. Em gặp được nhiều người hơn, kết nối được nhiều người hơn. Và cho tới bây giờ thì có lẽ em không có gì khác ngoài nói là hai chữ tự hào ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn Lôi. Chúc em sẽ tìm được sức mạnh lớn nhất trong cơ thể của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn. Chúng tôi xin được khép lại bảng thi đấu thứ hai ở đây. Và xin cảm ơn ba bạn thí sinh. Chúng ta hãy chờ đợi những chiếc nón vàng. Hey, em luôn luôn giỏi. Em luôn giỏi ok. Good luck on your next journey. Yeah. Good luck on your journey, bro. Good luck, okay? Yeah, keep going. Ca sĩ mặt nạ mùa 2 21 giờ thứ 6 trên V Channel, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với Rap Việt mùa 3 và chúng ta có những nhân vật sau đây. Double 2T từ team Big Daddy. Team Andre, chúng ta sẽ có Hydra. Và team Billy, chúng ta sẽ có D-Lo. Và với team của Thái VG, chúng ta sẽ có một quái vật, thưa quý vị, Milotic. Cho tôi hỏi, vì sao huấn luyện viên lại lựa chọn 4 người này thi đấu với nhau ạ? Double 2T thì bạn ấy là nón vàng của em trong vòng 2. Đây là một thí sinh mà em rất là ưng ý và em cảm thấy rất là mãn nguyện khi mà bạn ấy có trong team mình ấy. Nên là ngay lập tức em sẽ xếp bạn ấy vào cái bảng đầu tiên để sẽ làm một cái màn chào hỏi nó...
Người ta thường hay nói câu gì nhỉ? Ra ngô ra khoai. Cái gì mà đầu xuôi đuôi lọt. Ok là. Thế còn Andre thì sao ạ? Team Andre thì hơi bất lợi một chút là bị điểm thấp nhất. Thì Andre tự đặt một bạn lên thôi thì đó là bạn... Quên xin lỗi. Cái này là cái người mà không có lựa chọn. Cho nên là con không có lý do gì để biết được tại sao người ta chọn. Ok. Bây giờ mới hỏi B-Ray là với Hydra. Dạ vâng. Thì B-Ray được đi lâu để thi đấu. Thì vì sao như vậy? Dạ thưa anh Thành, sau khi mà em thấy Hydra ở trên đó thì em có hai lựa chọn. Là ban đầu là em sẽ để Lo vào, nhưng mà em lại không muốn có một cái trận lyrical dành cho Hydra, cho nên là em muốn đổi cái bảng đó thành một cái bảng năng lượng hơn. Cộng thêm em vừa mới cướp được một quân bài khá là chiến từ bên phía anh Andre, so em mang ra để dùng luôn. Ok. Còn anh Thái, vì sao cái bảng này lại là Melodic? Easy. Easy. No, but you know, Hydra is my boy. You know, they're all lyrical, and I know they're gonna put up a good fight. But you know, gotta ride my boy Mike. Tôi hy vọng là sẽ có thật nhiều bùng nổ nha quý vị nha. Thưa quý vị, cùng đầu tiên chào đón Double 2T. Tinh thần của em như nào khi mà về đội anh? Sau khi về đội anh thì em vui hơn tưởng tượng. Anh nghĩ đây sẽ là cơ hội để mình có thể làm việc với nhau được. Những cái ca khúc mà cả hai đều đã dự định ban đầu nhưng mà vẫn chưa thành. Vâng ạ. Ở bảng đấu này của em thì đối thủ sẽ là... Ôi, tại sao? Một trong những điều mình lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Cả ba bạn này đều là những người có những thế mạnh riêng. Melodic là một người đi melody rất là khó đoán và làm con át chủ bài của team anh Thái. Hai round đi lâu, một người thì quái vật lyrical, còn một người thì quái vật đi flow. Vòng trước đã gặp Lo rồi, vòng này không gặp Lo, nhưng mà thực sự gặp hai người đấy mình rất là lo. Cái bảng của em là ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam và văn học Việt Nam. Trong đầu em hiện tại em đang nghĩ về câu nào? Mình cảm thấy những sự cố gắng từ những ngày đầu làm nhạc của mình đến bây giờ thì bắt đầu gặt được một chút thành quả và mình đã có niềm tin vào con đường âm nhạc của mình hơn. Nên là mình rất muốn đưa câu đi một ngày đàng học một sàng khôn và có công mài sắt có ngày niên kim vào bài nhạc lần này. Anh thấy được, nó rất là hợp với em. Hai vòng vừa rồi thì em cũng có khai thác cái chủ đề dân gian và người dân tộc miền núi rồi. Đến vòng này thì em cũng đang hơi lo, không biết em có nên tiếp tục khai thác cái màu đấy không. Đấy là một cái rất là quan trọng của một nghệ sĩ. Khi mà đã có một cái màu mà mình chưa chạm đến cái đỉnh thành công đó thì mình tốt nhất là mình cứ nên khai thác nó. Anh thấy là khán giả họ đang rất là có thiện cảm với em và họ đang có một cái nhận diện rõ ràng về em, đó chính là người miền núi chất, trai bản rap. Kể cả về sau chương trình Rap Việt, em cứ tiếp tục với cái màu này, nó vẫn sẽ mang lại cho em những cái thành công. Dạ. Anh có tìm hiểu về nơi em sống thì anh cảm thấy có quá nhiều chất liệu để mình khai thác. Thế nên là lần này là anh sẽ muốn mình khai thác nhiều hơn, đậm đặc hơn về miền núi. Thì ở trên em có điệu hát then và hát cọi. Nếu mà mình có thể đưa vào nhạc rap em thấy đặc biệt đấy. Được chứ, được chứ. Với cả hai vòng vừa rồi thì em vẫn chưa được sử dụng hay beat sở trường của em. Vì vòng này em có thể lái chắp theo kiểu bản làng. Được, thậm chí là mình có thể flexing theo kiểu miền núi cũng được. Miễn là làm sao để mình vừa mang được cái âm nhạc hip hop của thế giới nhưng mà mình vẫn không quên mang những cái nét đặc trưng của riêng nơi mình sinh ra. Và ở vùng của em là có đàn tính nữa. Dạ vâng ạ. Anh có chuẩn bị ở trong con beat. Wow. Nó sẽ là một sự pha trộn giữa đàn tính và nhạc trap. Em cũng đang rất tò mò. Xin DJ Hu Công một chút nhạc. Mong muốn ban đầu của mình sẽ là một con beat trap. Nghe đoạn intro của anh Dương thì mình cũng hơi lo lắng vì nó kiểu êm như thế này và nó rất có chiều sâu. Đến cái đoạn chuyển beat, wow, sở trường của mình đây rồi, con beat mà mình cần đây rồi. Trong phần beat mình kết hợp đàn tính với cả đàn môi, sáo mèo, phần nhịp tiết tấu của nhảy sạp. Nên là mình mong muốn đây là một sự giao thoa giữa âm nhạc dân gian và âm nhạc nước ngoài. Nó sẽ tạo ra cho mọi người một cái cảm giác vừa quen nhưng lại vừa lạ. Và hy vọng mọi người sẽ thích nó.
Anh sẽ mời anh cố vấn là anh nhạc sĩ Phạm Thanh Hà, người đã viết ra bài Tình Yêu Mùa Nắng. Anh Hà hiện nay là đang làm thầy giáo bộ môn sáng tác ở Nhạc Viện. Hơn nữa là anh ấy lại rất là chuyên về âm nhạc dân gian, nên là anh ấy có thể cố vấn kỹ hơn cho Double2T về định hướng âm nhạc của vòng này, cũng như là cái cách mà để có thể lôi được những cái đặc trưng của vùng miền bạn ấy vào trong bài nhạc. Thế quá tuyệt vời anh ạ. Yeah. Anh chỉ cần em tự tin, cố gắng. Như cái câu thông điệp của em là có công mài sắt có ngày lên kim. Tất nhiên là bảng đấu của mình có những đối thủ rất là mạnh, nhưng mà chỉ cần mình cố gắng thôi thì anh nghĩ là nó sẽ có những cái cơ hội cho mình. Và anh rất là tin tưởng ở em. Cố lên, người miền núi chất. Em sẽ cố gắng. Và nhân đây Bích cũng muốn nói cho mọi người rằng anh Dương Cây cùng với team của Bích có thể làm nhạc âm hưởng dân tộc rất là tốt đấy nha. Đây là Double2T, người miền núi chất. Mọi người thấy đã chưa? Đã. Không bung hết chất thì không về bản nhá. Một người miền núi rất là chất các bạn hả? Hôm nay anh Thành thấy em có đồ chơi. Ok, em có thể giới thiệu sơ một chút được không? Dạ, thưa anh là hôm nay như anh và mọi người có thể thấy là em đã thay đổi ngoại hình khác so với hai vòng trước. Em vẫn muốn mang theo một thứ gì đó gọi là biểu tượng nhạc cụ của người đồng bào dân tộc miền núi. Đó là chiếc khèn. Ok. Và hôm nay hãy xem bạn ấy sẽ sử dụng nó như thế nào nhé. Một tràng pháo tay cho Double2T. Ngày nào cất tiếng khóc chào đời, ngay cái lúc chỉ một màu tối đen. Không điện, không bác sĩ, không có bệnh viện, mọi thứ dường như rối ren. Bố nó chạy theo lối quen tìm bà đỡ giữa tối đêm. Cùng nơi con đã có em, gấu con quét đất. Tuổi thơ là những chiếc đèn dầu cháy hết bấc, những trưa hè nóng, những ngày rét nhất. Lớp học sợ mưa với những bức tường chắt đất. Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống. Phải có niềm tin và nên tin, quý trọng những thứ mình đang có. Đây là đời thực chứ không phải là trên phim. Theo đuổi giấc mơ chăm chỉ, vì thành công sẽ không tự đến tìm. Tay phải trên trán, tay trái đặt lên tim, vì có công mài sắt có ngày nên kim. Người miền núi chất lên sân khấu, tay cầm mic từ nơi cùng trời cuối đất, cho họ biết đây là ai, là rap hip hop từ trên bản làng. Có công mài sắt có ngày nên kim. Anh sống ở trên bản, rap trên bản, có mấy thằng bạn hip hop trên bản làm anh quên nản. Sống đơn giản, quan điểm sống là bất thù thêm bạn. Người miền núi chất chơi sản láng, có lúc tất bật cả tối cả sáng, lúc chơi cả tháng. Thâu thâu anh thả sáng, giờ thì đến lượt nhìn anh tỏa sáng. Nương thong tham, đây là người miền núi đi thi trong Nam, đưa bản sắc vào trong câu rap với niềm tự hào anh đang mang. Yeah, flexing flexing flexing, xỏ dép cao su anh nhảy breaking trên con beat. Team anh cooking, anh biết nói mời em về đội của anh. Ok em check in. Về bản làng toàn là nhà gỗ, nhà đất, nhà sàn, nhiều đặc sản không cần nhà hàng. Đất rộng thanh thang nhưng từ tất đất đều là vàng. Chơi nhảy lửa nhảy xa vui hơn đi ba. Tiếng đàn tính cuốn hơn gậy guitar. Nghe hát gọi hát then hát rap ở trong house sàn thích hơn cả villa. Đây là người miền núi chất. Người miền anh sống ở trên bản, rock trên bản, có mấy thằng bạn hip hop trên bản làm anh quên nản. Sống đơn giản, quan niệm sống là bất thù thêm bạn. Người miền núi chất chơi xả láng, có lúc tất bật cả tối cả sáng, lúc chơi cả tháng. Ho ho anh thả sáng, giờ thì đến lượt nhìn anh tỏa sáng. Chung một nhà kinh tài nùng dao, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, bắt tay chung sức và làm cùng nhau. Vì người miền núi anh có thể sống thiếu thốn, nhưng chẳng một điều là không bao giờ sống hèn. Cúi mắt khom lưng trên nương trồng trọt, luôn ngẩng cao đầu vì không sống thẹn. Khiêm tốn, khiêm nhường, bước đến nơi đây như là thiên đường. Bảo vệ biên cương, một lòng yêu quê hương. Đây là người miền núi. Bum bum, 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 bum
từ nơi cùng chiều của đất phát trên đất vì để cho thấy người miền núi chất. Đây là hip hop từ trên bản làng, anh biến từ đất trở thành bản vàng, thành quả chất đầy trong những tải hàng. Từ ngày khó khăn vẫn còn tản mạn, có công ngoài sắt có ngày nên kim, có một tình yêu đặt ở bên tim, chăm chỉ thực hiện biến giấc mơ thành hiện thực thêm động lực bởi vì có công ngoài sắt có ngày nên kim. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Yeah, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Double 2T, DJ Wukong và Vũ Đoàn. Bước nhảy. Xin. Đúng là người miền núi chất ha. Tôi nghe lần trước có ai nói là chỉ có Ma Su mới làm được nhạc dương gian đương đại. Thì bữa nay Dương Khi chặt đẹp. Đúng không? Dạ vâng ạ. Không biết là bên ai đó bạn bè của Ma Su có ý kiến gì? Dạ vâng anh Thành, đầu tiên hết thì cho em xin lỗi anh Big Daddy và anh Dương Khay. Em tuổi trẻ chưa trải sự đời. Tuổi trẻ chưa trải sự đời. Với cái beat này thật sự là perfection luôn. Nhất là khi mà em nghe ê ô ô ô ô ô ô wow, cộng thêm với cái cắt cùm cùm like, wow. Cái nhảy sạp. Dạ vâng, rất là đỉnh luôn. Cái lyrics cũng vậy nữa. Em sử dụng cái câu có công mài sắt có ngày nên kim. Và hôm nay cái màn trình diễn của em tự tin hơn rất là nhiều. Anh rất là thích, chỉ có một điều anh tiếc là Em đã bị anh Big đem về đội của anh Big thôi. Bảo ơi, đây là người miền núi chất. Đẹp trai chưa? Ngon lành ạ. Biết cái điều cuối cùng quyết định để em mang bạn về là gì? Đầu tiên cái bài vòng 1 bạn ấy có lấy mối câu của em á. Và sau đó khi mà em trao đổi với anh Dương Cây thì anh Dương Cây rất là khen bạn ấy và nói là Trường là một người rất là thông minh trong âm nhạc. Và hơn nữa cái bài vòng 1 của bạn ấy đã hút hồn em á. Nên là em quyết định em phải cứu bằng được bạn ấy. Và bạn ấy đã không làm em thất vọng. Mà thậm chí là bạn ấy làm em rất rất là hài lòng. Cái mình thấy chàng thanh niên trẻ này là không có cái máu háo thắng nhá. Mình luôn thấy bạn có quyết tâm nhưng mà cái quyết tâm đó rất là đẹp. Nó không có cái sự ngông cuồng hay là ồ ạt trong đó. Nhưng mà nhìn vào trong con người đó mình vẫn thấy có cái lửa nó cháy âm ỉ trong đó. Biết người biết ta. Yeah, rất là dễ thương. Bài này Andre thích không? Anh rất là thích cái phần trình diễn của em. Big Daddy đã làm cho em bứt phá hoàn toàn. Vòng 1, vòng 2 khi em bước ra anh thấy em còn hơi rụt rè. Nhờ cái vòng này em bước ra như một người tuyết luôn, lạnh băng. Và em đã cue cái màn trình diễn của em. Vừa vào cái intro cái là anh đã thích rồi. Xong anh phải vibe theo cái hook của em. Em làm cái hook rất là tốt. Và em còn nhảy study kết hợp với lại nhảy sạp nữa, đúng không? Dạ vâng ạ. Yeah, anh rất thích màn trình diễn của em. Em cảm ơn anh Bo. Cảm ơn anh Quỳ. Anh Thái, anh thích bài này không? Yeah, I mean, I think it's good. I think em like, you're a true entertainer. I remember cái giọng một, the way you are, you're very entertaining. So I feel, you know, you do a good job. I like the song's cool, got good energy. Em cảm ơn anh. Anh muốn nói thêm một chút là anh có đọc một cái bài phỏng vấn của em ấy. Em có nói là nếu mà em không thành rapper thì em lại quay về đi cắt tóc đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà anh nghĩ là sau hôm nay em không phải đi làm cắt tóc nữa đâu. Chúc mừng em. Yeah, em cảm ơn ạ. Em cũng sẽ cắt tóc nhưng mà thích ai thì cắt cho người đó, kiểu vậy. Ok, xin mời Caric. Đối với em, hôm nay Trường đã thay đổi rất là nhiều. Đặc biệt là cái ngôn từ của bạn, khi mà tổng thể bài em có thể hiểu được hết. Không phải thắc mắc giống như B-Ray ở vòng đầu là sẽ có những từ địa phương. Và cái thứ hai, thật sự rất vui khi mà bạn về với Big. Nhưng mà những cái chất riêng của em không bị phai đi khi mà em vào tới vòng 3 này. Đó rất là quan trọng. Tại vì có những bạn ở vòng 1, vòng 2 qua tới vòng 3, các bạn thay đổi hoàn toàn luôn, không còn giữ được cái màu riêng nữa. Thì em đây là người làm rất là tốt điều đó, là giữ được cái màu sắc riêng của mình và thay đổi một chút thôi. Nhưng mà nó rất là vừa vặn. Và anh chúc mừng em đã có một hàng trình diễn trọn vẹn. Em cảm ơn anh. Anh nghĩ là cái này chắc là món ăn ưa thích của Just a Tea rồi đúng không? Anh nói món ăn em nghĩ đến cái chuyện khác. Này là gu em rồi. Mày gu. Nhưng mà dạo này hơi gầy. Anh để ý về đội Big. Anh thấy Big béo lên là em lại gầy đi. Không em, mặc bộ đồ này là nên có mặc fashion. Góc cạnh như đó. Cái bộ này đưa anh bận nó kỳ lắm em biết không?
Chưa cần đến anh bận đâu, ngày xưa Caric mặc bộ giống cái này mà em trông nóng lắm. Nóng, nóng, Caric thì mặc này nóng lắm. Not my goo, not my goo. À, nhưng thưa anh, đây là chương trình về rap chứ không phải về thời trang ạ. Dạ, vâng. Cái mà anh muốn phân tích là từ chất. Đối với anh thì cái từ chất phải để mọi người nói về một người thì nó sẽ có cái tính thuyết phục hơn. Nhưng mà em xứng đáng là người có thể nói lên cái chất riêng của mình. Những cái gì mà em đem đến nó là một cái góc hoàn toàn khác. Cách em khai thác chủ đề đưa lối sống vào, kết hợp giữa văn hóa của nước ngoài và văn hóa của Việt Nam ra một cái chất riêng. Cái từ chất mà em phát ra thì nó là một cái không hề khiên cưỡng. Em rất là chất. Em cảm ơn anh Thi ạ. Sẵn Ti nói đây, anh cũng bổ sung chút xíu luôn. Theo anh, cái chất nó sẽ đến từ hai cái điều cốt lõi. Một, nó đến từ cái sự thành thật của mình. Đầu tiên mình phải thành thật với cái mà mình yêu thương đã, thì nó mới lòi ra cái chất. Và cái thứ hai, nó đến từ cái niềm tin vào cái chân lý mà mình đang theo đuổi. Thì anh nghĩ đó là hai cái yếu tố quan trọng nhất để một người có cái chất riêng của mình. Xác định. Ok. Ok. Trong giới mình thì người ta gọi là wannabe, đúng không? Uh-huh. Yeah, yeah, yeah. Nhưng mà dù gì thì khi mọi người mới bắt đầu thì ai cũng phải là wannabe. Đúng rồi, phải học trước. Mình mới bắt đầu đào luyện thêm rồi mới tìm ra được cái gì là của mình, cái gì là của người ta. Mình wannabe không được đâu, nhưng mà thôi để tôi làm tôi. Đúng rồi. Vì vậy mà các bạn ấy đứng ở trên sân khấu rap Việt và làm những thứ để chứng tỏ cho mọi người có thể công nhận là các bạn ấy chất đúng nghĩa. Và chắc chắn là mọi người ở nhà đã thấy được em đi được một cái quãng đường rất là dài và chắc chắn mọi người rất tự hào. Yeah. Nhưng mà lưu ý cho anh ăn nhiều vào cho tay to nhé, mới được 10 điểm. Tôi chưa thấy ai mà chấm điểm dựa trên cân nặng của thí sinh. À, có con em chấm với em anh. Và một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho bài thi rất là hoàn hảo vừa rồi của Double 2T. Cảm ơn em. Chấn động, chấn động, chắc kèo hot nhất những tháng cuối năm đây. Công suất Rap Việt All Star sẽ chính thức trở lại vào tháng 10 này với quy mô cực kỳ hoành tráng. Chưa bao giờ chúng ta có một ngày hội to như thế này. Quy tụ hơn 30 rapper được yêu thích nhất, sẵn sàng đem đến cho toàn thể các fan ở khắp mọi nơi những tiết mục đã phần tai ưng phần mắt. Mọi thông tin chi tiết sẽ được cập nhật dần trên fanpage chính thức của chương trình. Cả nhà lót dép hóng và bỏ ống hơi dần từ bây giờ đi thôi nào. Tuần này, cả nhà yêu có hẹn với loạt các chương trình hot hit khó lòng bỏ lỡ lắm nha. Thứ 2, 3, 4 với Hoa Vương. Thứ 6 đã tai đã mắt với The Mask Singer mùa 2. Và thứ 7 bung hết nóc với Rap Việt nhé. Hoa Vương tuần này lạ lùng với câu chuyện mẹ chồng gọi trà xanh đến phá tân hôn để trị nàng dâu xuất xược. Hy vọng lần này cô cũng làm tốt giống như 10 năm trước. Nhưng cô đừng quên, cô ta không dễ để đối phó đâu. Trà xanh đó là tình cũ của Hải Đăng, cũng là cô dâu mất tích 10 năm trước. Nay cố ý tới chia rẽ vợ chồng anh. 10 năm qua em ở đâu? Tại sao em đột ngột biến mất? Vì mềm lòng, Hải Đăng thường xuyên giấu vợ qua lại cùng tình cũ. Em sợ sự thương hại lắm, nhưng mà em thực sự rất nhớ anh. Nhưng làm sao qua mắt được anh Thư? Là cô. Còn cặp đôi Hoàng Yến, Đăng Khoa và Mạnh, Trúc Mai đã chia tay. Em muốn trừng phạt anh á thì... Tụi mình chia tay đi. Kể từ hôm nay, tụi mình sẽ lại là anh em nha. Nhưng vẫn giả vờ yêu trước mặt phụ huynh. Phụ huynh hai nhà mà biết là tới công chuyện đây. Chấn động với tập đầu tiên của The Mask Singer Việt Nam mùa 2. Các mascot chào sân gây đại chiến solo thì lạc giọng ca quá khó đoán, cố tay bắt khiến mọi người tranh cãi nhiều nhất. Hippo Happy dân tình xôn xao không kém. Hai nốt của Kỳ Lân Lãng Tử khiến mọi người liên tưởng đến những giọng ca. Sau màn battle nảy lửa giữa hai mascot Kỳ Lân Lãng Tử và Kỷ Hồng. Kỷ Hồng là nhân vật đầu tiên bước ra lộ diện. Khán giả liên tục hú hét trước sự trở lại của Ưng Hoàng Phúc. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc sống lại ký ức của thời thanh xuân 8X9X với bài hát Thà Rằng Như Thế. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng có nếu kéo nát tan lòng nhau chỉ hai em. Thà như thế. Rap Việt khai hỏa vòng bứt phá cháy đét đèn đẹp các bác ơi. Sự xuất hiện của Hiếu thứ hai làm khách mời cho phần thi của Harry Khang. Thì không mừng mắt thấy đẹp trai đúng, nổi tiếng đúng, nhưng mà tụi anh rất hay. Còn Quốc đi trổ tài vũ đạo cho tiết mục của Minh Lai khiến cả khán đài náo loạn. Khép lại bản đấu đầu tiên và tấm vé đầu tiên bước vào đêm chung kết thuộc về cô nàng vành khuyên nhỏ Lil Grace. Chúc mừng Lil Grace! Xuất sắc chinh phục bộ 7 với bộ flow siêu tây và thần thái quá đỉnh. Chúc mừng Lil Grace nhé! Mọi người nhớ đừng bỏ lỡ The Mask Singer mùa 2, Hoa Vương và Rap Việt mùa 3 trên VChannel nhé! Xem sớm nhất trên ứng dụng VOn. Thưa quý vị, có một thí sinh
luôn có những câu chuyện rất thú vị để kể. Bạn trở lại mùa 3, dành trọn 3 năm trời của mình chỉ để học và xuất hiện lại lần nữa mạnh mẽ, rạng rỡ hơn. Thưa quý vị, đó là Hydra. Yeah, what's up? Với cái bảng đấu này thì Andre khá là lo ngại cùng với những con át chủ bài. Nhưng mà Hydra là một lyrical rapper, bạn ấy có rất là nhiều chữ, để xem Andre làm được cái gì với Hydra. Cái bảng này là cũng có 3 người nón vàng đấy, em lo ngại ai nhất? Em không có sở trường về melody, nên là em khá là ngại hai người giỏi melody đấy là WT và Melodic. Họ có khả năng hát và cái khả năng điều khiển cấu trúc bài nhạc rất là cuốn. Nếu như mình là một người thuần rap và mình rap từ đầu đến cuối thì đảm bảo là nó sẽ không thể đạt cái hiệu quả của một người có cái melodic vào trong đấy được. Đây là một cái sự bất lợi cho mình và đi lâu. Bảng của mình sẽ sử dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam và văn học Việt Nam. Thì vòng này anh muốn em đặt mình vào ngôi thứ 3 về kể chuyện. Và trước giờ em làm là ngôi thứ nhất đúng không? Đúng rồi. Mình xác định rằng mình sẽ đến đây với phong cách của một người kể chuyện. Kể vào ngôi thứ 3 thì mình cũng cảm thấy là một điều khá thú vị. Không biết là em có ý tưởng gì cho cái vòng này chưa? Vâng, thì em nghĩ là em cũng sẽ thử làm gì đó mang âm hưởng dân gian. Tấm cám hay là thành gióng hoặc là bài ru con cò ngày xưa ấy. Anh thấy bài ru con cò ok đấy. Vâng. Thì World Cup có ý tưởng gì về beat không? Đi lâu thì em đoán là sẽ lại chơi một cái màu trap rồi. Nhưng đặc biệt với WG Maldic thì khả năng cao đã đưa một cái gì đấy âm hưởng dân gian vào. Nhưng mà mình đã có một cái nội dung rất là màu Việt Nam rồi. Nên là về Money Team thì chắc chắn là phải có một cái beat thật là US-UK rồi. Ok, alright, kick that shit. Đầu tiên là chiếu giật và đấy là điều mình cần trong một con beat. Bài của Hydra sẽ có nội dung Việt Nam nhưng vẫn là một con beat trap đặc Âu Mỹ để đấu với ba đối thủ khá là nặng ký trong bảng này. Good bro, I like it man. Woke up beats are always sick man. Có ok. Mình có nhẩm trong đầu về một vài câu ca dao tục ngữ để ghép vào chủ đề con cò rất là fit với câu cha như núi, như mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nó đều nói về sự hy sinh của người mẹ và cha. Có thể kiểu công cha bay núi, nghĩa mẹ bắt cá trong nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra. Cách bạn ấy chọn topic con cò và công cha nó cũng rất phù hợp với một cái thể loại rất là mới đối với team của Andre. Kiểu như vậy thì em nghĩ là nó sẽ ghép được thành một câu chuyện. Ok ok, hay. Đúng là lyrical rapper. Anh cảm ơn anh. Hey, let's go. Cảm ơn em vòng 3 nhé. Ok, mọi người hãy đón chờ bài ru con cò phiên bản rap ở trong vòng thứ 3 này cùng mình nhé. Xin chào tất cả mọi người ạ. Tôi nói về độ lòng thòng thì hai anh em mình có gì giống nhau ha. Cái gì mà lòng thòng thì anh nghĩ chắc chắn nó sẽ có cái để xài đúng không em? Đúng rồi, em cũng nghĩ là nó sẽ có cái để xài. Bữa nay gia đình em tới ủng hộ ha. Hôm nay có bố của em đến ạ. Chào bố. Bắt cóc chú chút xíu. Đây. Chào chú. Chú Yeah. Chú nghĩ gì khi bạn chọn công việc này? Thật ra thì đúng là lúc đầu tiên thì mình cũng không ủng hộ. Nhưng mà từ cái lần mà được vào đây dự trực tiếp ủng hộ của cháu lúc mà thi cái mùa 1 á, khi mà đã hiểu về rap thì mình thấy rằng là mình hoàn toàn ủng hộ con trong cái hành trình mà con lựa dạng chọn. Rất là cảm ơn chú và hy vọng là ngày hôm nay bạn sẽ không làm chú thất vọng. Ok, cảm ơn chú. Cho một tràng vỗ tay nồng nhiệt để Hydra thực hiện thật tốt bài thi của mình. Let's go. Oh, E40. Boys in the hood. 1, 2, 3, 4. Đêm vắng lại là một đêm vắng. Có xe cảnh ra ngoài kia. Để mà kiếm thêm một ngon. Hôm nay mẹ và cha của con trắng. Trong lòng người lo lắng. Đâu phải cảnh bên thì sao mà về lo cho đàn con. Biết đâu khi nào, khi nào ngã áo xuống áo. Vẫn lo thân mình. Để mà lo cho đàn con. Để mà lo cho đàn con. Công cha bay núi, công cha bay núi. Nghĩa mẹ bắt cá trong nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ trong lòng kính cha, trong lòng kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là có ngoan, mới là có ngoan. Công 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 cha bay núi, công cha bay núi. Nghĩa mẹ bắt cá trong nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ trong lòng kính cha, trong lòng kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là có ngoan, mới là có ngoan. Ồ à, mau lớn nhanh để cho là mẹ già có mau tập bay mà ba cả về đây để thay mẹ bay kiếm can về tay. Trong bàn đêm thấy có cái chẳng may cả con chưa thấy đang ngắt lọc cái cây. Mắt mẹ có kém nên mẹ trò thay đến khi nào mà có bay thăng trên cao vút. Ôi mưa nên mẹ có thức chờ cho đến khi nào mà mưa rút. Mẹ cha có bảo đến cái lúc nhờ. Nói xong mẹ trả lao vu lên mặt trời để tìm nỡ cá và cũng đã quá là may. Cá bơi nhiều trông khá là hay, hôm nay bắt cá đua sái cả tay. Bao đêm có trắng đã mất bao đêm lo lắng.
dầm mưa chịu nắng, vậy thì có nên ngày nhớ ơn bề trên, và xin hãy nhớ đừng quên công cha mày. Công cha bay núi, công cha bay núi, nghĩa mẹ bắt cá trong buồn chảy ra, trong buồn chảy ra, một lòng thờ mẹ trong lòng kính cha, trong lòng kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là có ngoan, mới là có ngoan. Ơi con ơi con, sau nhiều lần kia mang xa mẹ vẫn mong được về với con, con ơi. Ơi con ơi con, bắt cá ở dưới ao sâu, có sâu đông rộ cho tối mò con ơi. Màn đêm trôi qua không quán nửa trong một đêm trăng. Sao nửa đêm mà có mẹ còn chưa về, là một con ngóng chờ đêm trông. Trong bụng đói mà lại không ngừng lo lắng, có rắc đau quặn bên trong. Còn đứng dậy gói giang ra đôi cánh, để mình bay lượn bay từ cửa phủ. Bay lả bay la, bay tìm mẹ tìm cha. Bay ra cánh đồng, có mới thấy mẹ gần bờ sông. Nằm trong bụi rậm, có lẽ mẹ gặp nạn mà rơi. Đến đây bắt cá mà cho nhầm nơi, vừa canh mềm lông cánh tả hơi. Nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ trong lòng kính cha, trong lòng kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là có ngoan, mới là có ngoan. Công 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 công. Biết đâu khi nào ngã áo quần lao thân mình, để mà lo cho đàn con, để mà lo cho đàn con. Công 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 công. Công cha bay núi, công cha bay núi, nghĩa mẹ bắt cá trong nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ trong lòng kính cha, trong lòng kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là có ngoan. Mới là có ngoan. Và đó là hai đoạn. Bây giờ mình bàn một tí về cái chủ đề mà em chọn. Hình như đến với chương trình này ít nhất em phải trên hai tác phẩm về cha rồi. Dạ vâng. Cách em ôm bố em thì cũng cảm thấy là hai cha con có gì đó rất là thân nhau. Dạ vâng, em chọn chủ đề thì cũng muốn sao ao cho bố em vì những điều vất vả mà bố em đã từng làm và để dành điều tốt đẹp cho dành cho em ạ. Ừ. Mấy bạn nam khó nói chuyện với bố lắm. Nội cái chuyện mà cả hai mùa chú đều có mặt ở đây để ủng hộ con mình đủ để chúng ta thấy là người bố rất là tuyệt vời ạ. Dạ đúng rồi ạ. Anh muốn biết là bố em đã làm gì cho em mà anh thấy là cái tình cảm và cái cách giao tiếp của em với bố rất là kháng khích. Tại vì là sau khi Rio 1 thì em có những sự thành công nhất định, cho nên là em nhìn thấy sự tự hào trong mắt của bố em. Và em cảm thấy rất vui và hạnh phúc điều đấy. Đôi khi nó chỉ đến từ những cái ánh mắt lặng thầm của người bố thôi. Xin mời Bích, em nghĩ sao về bài thi vừa rồi? Em rất là thích cái chủ đề mà bạn ấy khai thác. Bạn ấy lấy cái hình ảnh con cò mà đi kiếm ăn để lo cho gia đình. Đó là một cái hình ảnh rất là đẹp, nó rất là Việt Nam. Mặc dù cái câu chuyện rất là nghiêm túc, nhưng mà em vẫn có những cái cách kể chuyện có cái sự thú vị của Hydra ở trong đấy. Nhưng mà anh cảm giác là âm nhạc bị một chút ồn ào so với cái chủ đề và cái câu chuyện mà em đang kể. Còn lại anh thấy mọi thứ đang rất là tốt. B-Ray. Dạ vâng, thưa anh Thành, em rất là trông ngóng cái màn biểu diễn này. Tại vì một storytelling là một trong những cái sở trường của em. Và Hydra cũng là một storytelling rất là hay. Với cái lượng trình diễn này thì Hydra vẫn làm tốt. Nhưng mà nếu như mà để so với những Hydra trước, với một cái câu chuyện nó rất là nhẹ nhàng, nhân văn như thế này, thì mình đang bị phân tâm với cái beat. Quá nhiều thứ nó đang xảy ra, cho nên là rất là khó để có thể tập trung vào được cái câu chuyện mà bạn đang kể. Ừ, có nghĩa là cái câu chuyện và cái không gian âm nhạc nó đang đấu nhau. Dạ vâng ạ. Còn anh Thái thì anh thấy như sao anh? I think he did good. Anh biết tánh của Hydra sao, he thinks a lot, suy nghĩ nhiều á. So I know coming on sân khấu này is very hard already. And the way you rap is really fast and a lot of energy, so hey, I respect what you do, bro, and I think, you know, he's a real artist. Like, he really wants to perfect it, you know? So, you know, the beat is different, but, you know, you still did your thing, you know? Good job. Thank you. Cảm ơn anh Thái. Anh cũng hiểu cái cách mà em chọn. Không nhất thiết mình cứ kể về bố mẹ hay là một cái chủ đề nhân văn thì mình phải lựa một cái con beat nó êm đềm. Nhưng mà cái mình cần làm là cho hai cái năng lượng đó nó hòa vào nhau hơn chút thì anh nghĩ là nó hợp lý hơn. Hydra thì...
Cái phần hook bài này thì em làm tốt vì nó có đủ cái độ punch và đủ chủ đề của bài vào. Tuy nhiên đặt ở cái beat này thì anh nghĩ là em nên đổi cái flow của mình. Vì với một cái beat mạnh như này thì nó cần những cái từ nó giật hơn. Ví dụ chicken then take my pick another day thì em sẽ có cái điểm nhấn hơn của flow mình trong beat này. Cảm ơn anh. Su muốn nói gì em? Dạ, rõ ràng em thấy đây là một cái trường hợp thử nghiệm, cũng là một cái bước liều lĩnh của Andre. Yes, cái beat thì nó rất là gangster. Mình không chỉ tả là bố tôi đã dành nhiều thời gian cống hiến cho gia đình của tôi như thế nào, thì ngược lại với cái thái độ của cái beat như vậy thì nó là tôi tự hào về bố tôi gì đó, gì đó. Nó nên như là sự đương đầu hơn. Big. Chị nghĩ là em cũng muốn thử nhiều thứ. Rất hoan nghênh tinh thần đó của em ngày hôm nay. Đồng ý. À, anh Hòa Sĩ, anh thấy sao anh Hòa Sĩ? Dạ, đối với em thì Hydra là một người thích nghi rất là nhanh. Dù bạn ở bất cứ đội nào thì bạn cũng sẽ học cái phong cách tất cả đội đó để có thể triển khai mọi thứ rất tốt trên sân khấu. Bạn là một người mau chóng hòa nhập nhưng mà không dễ hòa tan. Có một điều anh muốn nói với em là như thế này. Khi mà em vào một đội với những huấn luyện viên họ có những cái màu riêng như vậy thì cái mình cần làm đó là sự hy sinh. Sự hy sinh ở đây là gì? Đó là những cái thế mạnh của mình và mình bắt đầu dành thời gian để tập lại những cái mới để trau chuốt nó, đưa lên sân khấu một cách hiệu quả nhất. Thì ngay những lúc đó họ sẽ thấy được sự bứt phá của em rất rõ ràng. Cái điểm mạnh của em có bao giờ em tự hỏi nó là gì không? Đó là sự thú vị. Và cái người ta muốn nghe người nghệ sĩ nói đó chính là những cái họ không nhìn ra được nhưng em nhìn ra được. Và họ muốn em kể một cách trau chuốt. Thì cái bài này với cái tempo này phải chi em làm nó chậm và chắc lọc, gãy gọn hơn thì anh nghĩ nó sẽ nằm lại ở đầu khán giả nhiều hơn. Nhưng đối với anh nó vẫn là một bài hay. Dạ. Yeah. Cảm ơn thầy. Chúng ta mỗi ngày sẽ có thêm một bài học. Và anh vẫn luôn luôn thấy rằng một cái người thú vị như em sẽ luôn luôn có được những cái điều bất ngờ dành cho người khác. Chỉ quan trọng là em sử dụng, em nêm nếm cái gia vị như thế nào để cái món ăn em tuyệt vời thôi. Dạ vâng. Cảm ơn Hydra. Và một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Hydra. Cảm ơn mọi người ạ. Chúng ta đang bàn về chuyện cười beat. Thưa quý vị, ở đây trẻ tuổi tài cao Biri của chúng ta cũng là một trong những kiện tướng về cười beat. Thì hôm nay hãy xem Biri đã làm gì cho thí sinh tiếp theo. Cũng là một trong những thí sinh mà Trấn Thành rất yêu thích với cái nỗ lực và tài năng của anh ta. D-Lo thưa quý vị. D-Lo là một thí sinh mình tin khi mà bạn về với mình sẽ mang được cho bạn một cái màu sắc mới, biến hóa bạn thành một phiên bản nâng cấp như là mình đã từng làm. Chắc là anh phải có một cái lý do để anh xếp em vô cái bảng này chứ đúng không? Khi mà anh xếp em thì anh chỉ thấy Hydra thì là một người rất là bén về lyric và storytelling. Bởi thế cho nên là anh đặt em vào thì em có thể áp đảo được Hydra với cái flow và cái độ chiến của mình. Mình chưa nói trước được kết quả ấy, nhưng mà ba anh em ở đây thì em thấy là Melodic đang là người cần đáng được để ý nhất. Melodic đối với mình là một nhân tài của rap Việt mùa 3 này. Bản thân mình cũng là một big fan của Melodic. Mong D-Lo có thể vượt qua bản thân mình và có một trận so tài xứng tầm với lại Melodic. Mình với Mai ngoài chương trình cũng là bạn hay đi chơi với nhau. Mình cũng biết cái khả năng của Mai. Mình nghĩ là Mai là người mình sẽ phải dè chừng nhất. Cái chủ đề của bản mình đó là ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam và văn học Việt Nam. Chủ đề này không phải là thế mạnh của mình. Nhưng mà mình nghĩ mình sẽ làm được thôi. Em có idea gì không? Dạo gần đây thì mọi người làm về nhạc flex khá là nhiều. Em đang có trong đầu một câu khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Một câu nói dạy con cháu về cách sống tiết kiệm. Cũng hay. Tại sao em lại đổi qua vậy? Có phải là vừa mới đi khỏi team bên kia không? Em nghĩ là làm về cái việc sống tiết kiệm thì nó sẽ như thế nào ấy anh? Rất là tò mò để xem kỳ này D-Lo sẽ làm cái gì. Nếu như mà chỉ là tiết kiệm thôi thì anh thấy em sẽ không có đủ nhiều để em có thể khai thác ấy. Đúng rồi anh, chủ đề chung nó sẽ là tiết kiệm. Nhưng mà ở trong đấy em sẽ phải phân bổ và giải rác ra thêm những cái phong cách trong đấy nữa. Phong cách nhưng mà phải tiết kiệm. Một phần thôi anh. Ok, Wukong, can we get like some kind of beat for him to feel? Right, let's go. Mình đang muốn cho D-Lo khác với cả các vòng trước của bạn ấy. Sẽ có một cái gì đấy của lúc banger. Beat của anh Masu đưa mình nghe nó chảnh hơn ấy. Không kiểu da diết và đu đưa thì mình rất hài lòng với beat này.
Cái thử thách của mình dành cho Dilo đó chính là phải làm một cái đoạn hook mà dính vào tai của người nghe. Skit. Gọi Mai đi, gọi đâu tôi thì gọi là nhanh ra đây nhanh. Anh chia sẻ cho em chút xíu để em phấn đấu, đó là anh Thái anh kêu là anh sẽ đưa một cái người vô để có thể gọi là nghiền hết cả ba, đó là Mai Lodic, cũng gọi là có tí cay. Thế mạnh của em đó là fast flow và anh đã thấy em sử dụng nó rất là nhiều rồi. Qua tới vòng này em phải dùng nó để làm điểm nhấn cho bài nhạc của em chứ không phải là tràn lan ra. Ok, quyết định bay nhá. Ok anh. Let's go. Mình không chỉ mong mọi người tiết kiệm tiền bạc mà mình còn mong mọi người tiết kiệm thời gian nữa. Thế nên là vào bài của mình luôn đây. Let's go. Anh trai hôm nay đẹp trai quá nha. Anh chỉ có một cái lời khuyên nhỏ nhỏ cho em trước khi thi thôi. Quên mình là ai đi. Rồi em làm được mà. Ok, chơi tới nha. Dạ vâng ạ. Một tràng pháo tay cho Dilo. Tất cả ngồi yên trật tự. Trật tự. Chuyện này anh đã tính cả rồi. Cả rồi. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Mấy ai suy nghĩ được như thế cả đời. Đi con flow là lướt. Là lướt. Nghe một lần là dính cả đời. Hey. Vợ bình tĩnh, chuyến này đi lâu tính cả rồi. Mấy chuyện này anh tính cả rồi, mấy chuyện này anh tính cả rồi. Ok ok. Mấy chuyện này anh tính cả rồi, mấy chuyện này anh tính cả rồi. Alright alright. Tập trung mục tiêu ở đằng trước, đằng trước. Mạnh thú thét vang cả trời, cả trời. Vươn mình bay xa vạn thước vì đi lâu tính cả rồi. Ê, uống thuốc để tránh được bệnh viêm gan nhưng mà chưa có thuốc dành cho bệnh viêm túi. Ai cũng muốn có cuộc sống giàu sang để sau này không phải chịu cảnh đen tối. Ai chẳng muốn tránh hết những rèn rối nhưng ngoài kia đều toàn quen thói. Tập trung hết vào câu chuyện làm ăn phàm nhân lại tin vào câu chuyện xem bói. Anh ở bên trong tổ chức nhưng mà bên trong tổ chức này chỉ có một thành viên. Nếu mà có nhiều tiền ấy là một bước sẽ thành tiền. Từ vịt mà hóa thiên nga, từ tập sự mà hóa chuyên gia, gia đình bạn bè và công việc. Đi low all the way up, tiêu cực all the way down. Get the money right now, get the money right now. Định cứ chờ mẹ hay sao? Bao bước vào game này nhất định, nhất cử, nhất động hoàn hảo. Làm sao cho nhất quán, nhân viên chăm chỉ nhất tháng. Unlimited chất xám. Không quan tâm drama TV và con đang tràn lan. Anh cũng muốn về sau này sướng như được làm quan. Sắm vai bông gốm ở Tràng An. Ad hạt viết ga và chuyển lan sang. Tiêu chí của anh là phải tiết kiệm. Cầm bút vẽ ra cảnh như là viết chuyện. Ra sân chưa bao giờ và cần tiếp viện. Mặc phun cây giáp vì anh tính cả rồi. Tất cả ngồi im trật tự. Chuyện này anh đã tính cả rồi. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Mấy ai suy nghĩ được như thế cả đời. Đi con flow là lướt. Em một lần là dính cả đời. Vợ bình tĩnh, chuyện này đi lâu tính cả rồi. Mấy chuyện này anh tính cả rồi, mấy chuyện này anh tính cả rồi. Ok ok. Mấy chuyện này anh tính cả rồi, mấy chuyện này anh tính cả rồi. Alright alright. Tập trung mục tiêu ở đằng trước, đằng trước. Mạnh thú hết vang cả trời, cả trời. Vươn mình bay xa vạn thước vì đi lâu tính cả rồi. Hold on. Let me switch the beat real quick. Hey yo DJ, bây giờ mình đã bứt phá thật sự ấy. All eyes on me. Yo, always spit in fact. Yeah, I'm killing this track. Phong cách riêng, team B ready phải khác. Chơi con flow này phải ác. Vươn mình quanh ngải khác. Như là chơi cần giải đáp, khiến đối thủ phải lạc. Anh xuất hiện trên sân khấu, làm không khí xung quanh đầy nóng dần. Các homie lướt trên không, đi lâu đang đến như là sóng thần. Quit the rock, chia làm hai, hit the top, trông đẹp dài. With the clock, spread the fire. Yeah, I'm killing with that style. If you wanna have it, come and get it. Đầu tiên là tiền đâu, nếu mà không có, đừng làm phiền nhau. Cảm giác mà có chiều sâu thì chẳng phải nói nhiều đâu. 2704, đứng trước anh là no dog. With that apple tea, trông như là bumblebee. Energy and keep it raw, tất cả còn lại là về cho. Kiếm về thật nhiều tiền to, bỏ lại hết những phiền lo. Energy and keep it raw, tất cả còn lại là về cho. Kiếm về thật nhiều tiền to, bỏ lại hết những phiền lo. Mọi việc đều xong xuôi, không có câu chuyện cắm đuôi. Anh cũng bảo là nhanh thôi, để cho sau được sinh sôi. Anh tạo ra những tuyệt tác, không phải lo những chuyện khác. Vẫn ngày đêm ngồi luyện rap, luôn đưa ra những biện pháp. Anh cũng thể là bứt phá, flow được nghe là sắt đá. Không có thêm những chắp vá, thêm vào đó anh chỉ khai được thêm những câu chuyện đắt giá. Nó lại dính như bắt cá, tất cả những cái gì mà anh đã có trong tay vì anh tính cả rồi. Non farm. Wait, hold up, yeah, vì anh tính cả rồi. Làm sáng sẽ đến đất bắc, năm nay anh có bất chắc cũng là do anh đã tính cả rồi. Vũ khí tôi thường chưa có đối tượng vì anh tính cả rồi. Bây giờ mới là bứt phá thật sự này, yên tâm đi vì anh tính cả rồi. Mấy chỗ này anh tính cả rồi, mấy chỗ này anh tính cả rồi. Ok, ok. Mấy chỗ này anh tính cả rồi, mấy chỗ này anh tính cả rồi. Alright, alright. Đi con phôi là lướt, là lướt. Nghe một lần là dính cả đời, cả đời. Vợ bình tĩnh, chuyện này đi lâu tính cả rồi.
Một tràng pháo tay cho D-Lo. Nói thật là tôi rất là mê năng lượng của bạn này. Có một cái gì đó rất là chân thành. Tôi phải nói nhỏ bên lỗ tai D-Lo ơi, em phải bay hơn xíu nữa. Và hôm nay bay chưa? Thi là phải cỡ này mới gọi là thi. Thế là Biri có vẻ rất là tâm đắc với bài thi đúng không? Dạ vâng ạ. Khi mà bạn lên trên sân khấu biểu diễn hết mình như thế này và nhận lại được rất là nhiều sự yêu mến của mọi người thì em cảm thấy rất là tự hào về bạn ạ. Và anh cũng cảm ơn em đã nhìn thấy được một tài năng. Anh tin em là người nói được làm được. Em biết cách khai thác D-Lo một cách đúng nghĩa nhất. Cảm ơn em. Anh Thái, anh nghĩ sao về bài thi này? I think D-Lo, he got the strongest energy out of everybody. And I know you guys work hard, so you know I really respect what you guys do. Cảm ơn anh Thái. Yeah. Good job, bro. Anh Bô nhà chúng ta nghĩ thế nào ạ? D-Lo đã trình diễn một bài nhạc anh nghĩ là nó trọn vẹn. Nhưng mà B-Ray đã switch của em khá là nhiều phần. Ví dụ như lúc đầu em vào house, some trap, drill. Nó bị nhiều năng lượng quá, xong rồi em lại còn fast flow nữa. Thì anh muốn em hãy như cái lúc đầu bài ấy, em rap bình tĩnh từ từ, nhịp nào ra nhịp đấy thì nó rất là rõ ràng. Anh thích cái phần đầu của em. Rồi, em cảm ơn anh Bô ạ. Anh đồng ý với anh Bô. Cái sự kiểm soát của em ở phần đầu rất là tốt. Nó là cái bứt phá của bản thân em. Em lên sân khấu em cười nhiều hơn. Em đọc những cái flow nhấn nhả chữ nó lả lướt hơn. Kể cả cái lyrics của em nó cũng khác với những gì mà em đã từng viết. Nó không phải là kiểu băm bổ hay là làm một cái gì đấy nó quá gắt. Đó chính là cái mọi người đang muốn nhìn từ em. Đây cũng là một cái sự thành công của B-Ray khi cùng đồng hành với em. Và anh thấy nó hay. Cảm ơn anh ạ. Yeah. Và anh cũng rất là thích cái performance của em. Phần đầu ấy, em rất tự tin, giống như là một cái nháy mắt của em ấy. Nó đi với lại cái âm thanh ấy, nó rất là hợp. Anh thích nháy mắt à? Em nháy mắt này nè. Đẹp không? Biết thấy sao? Dạ, có bao nhiêu cái cần sửa thì mọi người cũng đã nói hết rồi. Anh thích D-Lo khi mà mỗi lên sân khấu. Em cháy hết mình, không một mét vuông nào của sân khấu em bỏ rời cả. Và anh rất là thích cái thái độ trình diễn của em. Dạ vâng, em cảm ơn anh Big Daddy ạ. Mình nói một chút về cái bạn này là hiện nay trên cộng đồng mạng là đang có rất nhiều fan nữ nha. Bởi vì gương mặt rất là đẹp trai. Nhưng mà khán giả góp ý là cười hơi ít, nói hơi ít. Cười lên. Anh thấy lúc em cười đẹp lắm. Nói chung là nó đủ tỏa nắng để mọi người cảm thấy ấm lòng. Tuy ơi, đó không phải là những câu nói mà đàn ông nên dành cho nhau em ạ. Thôi cũng được anh ạ. Qua sự kết nối của anh thì nó... Cảm ơn anh. Thôi bây giờ trước khi chia tay, chị Su cho em lời chia sẻ đi hen. Tôi thấy là nãy giờ những gì mọi người đóng góp cho D-Lo rất chân thành và rất là đẹp. Chị thấy em ngoài bản lãng, xong cái lên sân khấu xài vậy đó. Đối với tôi cái đó nó rất là đặc biệt. Và mong là được thấy D-Lo vui vẻ trước tiên là cho chính em. Và mọi người rất là mong chờ cái điều đó. Dạ vâng, em cảm ơn chị Su ạ. Lấy cái năng lượng trên sân khấu á, chia đều ra cho cuộc sống hàng ngày, hiểu không? Ừ, đó, vậy đó. Yeah. Đúc kết lại lời tất cả mọi người thì anh thấy cái em cần hiện nay là sự phóng khoáng. Đúng, ở dưới có ai đồng ý không ạ? Nhưng mà bạn ấy nhiều fan lắm. Thấy ở trong lời cũng nói là vợ đã tính cả rồi nữa. Một vợ bình tĩnh, chuyến này đi lâu tính cả rồi. Mấy chuyện này anh tính cả rồi, mấy chuyện này anh tính cả rồi. Tính dần đi thì nữa. Đúng rồi. Nói chung là em mà chịu nhả con người em ra một chút thì anh Bâu không có cửa. Yeah. Ok. Đúng rồi, em cảm ơn anh Trần Thành ạ. Một tràng pháo tay nữa cho anh D-Lo. Bước vô giống Bad Boy coi. Dễ thương. Ấy. Cái đó robot mới đi vậy em. Trông giống robot hết dầu. Eo ơi, bây giờ để đi vào cái dòng sản phẩm là Robert hết dầu mới chết thật sự. The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ, mùa 2, 21 giờ thứ 6 trên V Channel, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Các bạn thân yêu đã sẵn sàng để giấy chưa? Yeah. Yeah.
Và đây là quái vật đến từ team quanh Thái. Mà anh Thái lúc nào cũng nói là easy, chuyện nhỏ hả? Mời các bạn gặp gỡ Milodic. Slide in, slide out, only here for a night, so you know what I'm about. That we on go. What's up, brother? Yeah. Anh tự tin á, bỏ em với mấy bạn này, em chắc mạnh nhất. I don't get lost because I know Mike's very talented, man. Like, yeah, seen the way he lives and how he creates music. I mean, he's a true artist, man, and he still has it in him. His heart's there. Em diễn sao? Em biết hộ Mike. But em không có lo lắng gì cả. Ngay từ khi Mike quyết định tham gia Rap Việt, mình đi với một phong thái là mình mang nhạc hay tới đây. Mình không có trạng thái chiến đấu gì hay phải hơn thua với ai cả. So your topic is Thanh ngữ, tục ngữ, cà dao và văn học Việt Nam. Em sẽ chọn cái câu gì? Trong đầu em đang nảy ra một câu là vượt nắng thắng mưa. Mình từng là bộ đội mà, nên là cái từ đấy nó luôn luôn gắn với bộ đội. Khi mà anh em nhập ngũ, anh em có thể mang cái bài này của Mike vào đấy nghe, có động lực phục vụ tổ quốc, đi liền đi. Em lớn mấy tuổi? 18 anh. Real Vietnam soldier. He's one of the special ones that could be so young and talk about being in the army. Like, that's perfect. That's him. It's in his heart, so I support it. Okay, bây giờ mình nghe cái beat. Là Mai và Tam Kê sử dụng rất nhiều nhạc cụ, tiếng guitar điện, đàn đá, tiếng sáo mèo, vừa có một chút cổ động, lại vừa hip hop. Cái beat này á, it has a new school Vietnam sound. The instruments on there, the flute, like a Vietnam trap sound. I think it's a new thing. Anh nghĩ là nếu mà em dùng nhiều nhạc cụ, nhiều cái sự chuyển đổi trong một bài như thế thì nó có ok không anh? Of course, em là very versatile. Em biết làm cái melody, cái rap, trap, everything. Beatbox. Yeah. Yeah. Cái đó là cái Voltec. When you làm kiểu old school, you newer, then I feel like it gives it soul. Mike Lodic, hit your heart more. Em sẽ rap cái này. Mình làm kiểu của mình thì mình thắng rồi. I'm very confident in them, you know? Okay, so good luck, brother. Good luck, okay? What's up? Em chào mọi người. Bây giờ mới khổ nè, quân luyện viên của em bơm em quá. Ông làm thấy ghê lắm. Ông bình thường ít nói nhưng mà nói tới em là ông bơm em dữ lắm. Thì không biết là nó có tạo một cái áp lực nhỏ nhỏ gì cho em không hả? Em có nghe anh Thái bảo em là quái vật gì đấy nhưng mà em dù quá, cho em chẳng vỗ tay đi. Ok, thở nha, thở thoải mái nha, đừng có quá căng thẳng em nha. Yeah, yes sir. Đáng làm cho tốt, ok. Ok, ok. Rồi, một tràng vỗ tay cho Mai luôn đi. Dành cho Việt Nam tiến bước quân ca không ngừng tranh đấu dành cho Việt Nam nắng gió chan hòa mong bình an tới dành cho Việt Nam lá trúc lá đa mang màu văn hóa người con Việt Nam. Thịt xương máu dành cho Việt Nam tiến bước quân ca không ngừng tranh đấu dành cho Việt Nam nắng gió chan hòa mong bình an tới dành cho Việt Nam lá trúc lá đa mang màu văn hóa người con Việt Nam quê anh cao núi đồi sương mù ngàn hoa ở nơi mắt sáng ngời cô người Việt ta ba lô trên vai mang đi theo là niềm tự hào lao qua trong gai ngắm anh bộ đội đẹp trai yêu quê hương một lòng vì Việt Nam thương cô em tóc đen áo dài thương em mấy núi cung treo nụ cười em đẹp như ngày giải phóng đầu anh đang tối sao vàng như bạn của anh trên đường hành quân và sau đây là sự xuất hiện của các chiến binh đi Thái BC team baby đây có vẻ là mơ chiêm bao là một người lính vượt nắng thắng mưa anh không phải vì sao trên cao lính yêu hòa bình lòng thành không mua lính quay về thao trường thanh thang không có điện thoại quay ngang nắng vàng bọc trên da còn xa ngoài là nhạc đập bên tai nhạc em vượt thắng
vừa bay. Vì hăng say cày cuốc cả đêm ngày, anh cũng từng trắng đôi bàn tay. Cứ qua hôm nay rồi nói về sau này. Sau này, sau này, sau này, sau này, sau này. Đồng tiền sẽ không làm ta phải cau mày. Sau này, sau này, sau này, sau này, sau này. Nhạc Việt mình bay mà không cần cánh à. Gió phương Lào thổi nhẹ qua núi sơn cành đào, nhớ quê nhà người ta hương thiết tha quay về. Vì một mai đẹp tươi mà con phải vươn đôi cánh ra ngoài. Mẹ ơi mẹ xin đừng lo vì con trai luôn xinh xắn đa tài. Con không cần mơ giàu to, con mong tình yêu cho thế gian này. Đi phát thanh ngăn Việt Nam mà cho thân con bùng hóp. Sương máu dành cho Việt Nam, tiến bước quân ca không ngừng tranh đấu dành cho Việt Nam. Nắng gió chan hòa mong bình an tới dành cho Việt Nam. Lá trúc lá đa mang màu văn hóa người con Việt Nam. Yeah! Và một tràng pháo tay cho Melodic. Xin cảm ơn The Thai Family. Cho anh biết là vì sao em chọn cái chủ đề này. Em muốn đơn giản là mọi người nhìn em là một người lính Việt Nam đang rap. Chỉ vậy thôi ạ. Không biết là với những cái phần giới thiệu rồi ưu ái quá nhiều thì sản phẩm có như hàng bán trên online không chị Sô Boy? Nói chung là lần đầu tiên mà mình được coi mỗi bài rap mà tim mình rạo rực muốn khóc. Trái tim rung động hả? Khóc hoài vậy. Khóc hoài vậy. Wow, shock. Anh Thái có muốn khóc không anh Thái? Yeah, I do too. Happy tears. Tôi có cảm giác ai mà lỡ mà vô hộ khẩu nhà ổng rồi là ổng sẽ phải đùm bọc bằng mọi cách luôn á. Thank you, thank you. I mean, I learned a lot from my big bro Anh Bảo. So, you know, he teach me a lot. So. Yeah. Đúng nghĩa là một người anh lớn luôn á. B-Ray thấy sao? Nghe bạn đổi beat 3 lần, thực sự là được thuyết phục là cái chất này nó nằm ở trong máu của bạn rồi. Bởi vì qua bất cứ cái beat nào bạn vẫn mang theo đúng cái màu nhạc của bạn vào trong đó. Đối với em đây là một cái chung kết sớm. Yeah. Yeah. Mà Lô Đi có một cái khả năng kiểm soát được năng lượng mình rất là tốt luôn. Cái cách bạn trình diễn rất thu hút, rất biết mình phải làm cái gì vào thời điểm nào. Andre thì sao ạ? Với anh thì em xuất hiện phát là người ta sẽ biết âm nhạc của em như thế nào, luôn là máu đỏ da vàng. Em làm rất là tốt bài này. Em có một thế mạnh là em luôn làm một cái hook rất là catchy. Nghe một lần thôi là có thể nhớ. Cảm ơn anh. Còn Big thì sao nè? Melodic luôn là một thí sinh mà em rất là thích ở trong chương trình này. Nói chung là như anh Bâu nói đấy, là khi mà em đã làm hook là cái phần trăm mà nó catchy là nó rất là cao. Nó chỉ có rơi từ tầm 90 đổ lên thôi. Tại vì em là một người đã đi lính rồi nên là nghe nó rất là hào hùng. Cái bài này của em và bài của Double Sushi sẽ là hai bài nó rất là giống nhau ở trong cái vòng này. Và cả hai đều làm rất tốt. Nhưng mà anh vẫn thích bài của Double Sushi hơn. Nhưng mà anh vẫn thích bài của Double Sushi hơn. Đây là người miền núi chất. Cỏ trắng bay chiếc lon lá có coi hồng chí mạng rất thẳng thắn à. Anh Thái thích bài nào hơn anh Thái? Easy. Dũng linh rồi. You know, say Mike all day, man. Mike, I feel like he can nổi tiếng bên Mỹ, Việt Nam. I think he'll be big.
around the world, just not Vietnam, you know. Ok, cảm ơn anh. Ban giám khảo thấy sao ạ? Trong team anh Thái, Melodic là một cái gì đấy rất là đặc biệt. Thì anh thấy em là một người rất là quyết tâm đưa những cái giá trị văn hóa mà em tôn trọng. Em là người cho anh Thái cảm thấy rất tự hào với những cái gì mà anh ấy đã gây dựng dở dang từ khi mà anh làm 454 ở bên kia. Và thực sự là anh nhìn thấy cái điều đó ở trên sân khấu ngày hôm nay. Đối với anh á, em là một người luôn có những cái dấu ấn riêng mà không phải ai cũng có được. Qua những cái lần Squid Beat, em luôn thể hiện đúng tinh thần với những cái đoạn đó, em không bị lệch đi. Không quá nhiều người làm được việc đó đâu. Tại vì with Squid Beat thì họ sẽ bắt đầu lộ điểm yếu của họ dần. Nhưng mà có một cái anh thắc mắc thôi, chứ không phải là tiếc. Tại vì em lại có những cái kinh nghiệm đặc biệt nhập ngũ. Phải chi em kể thêm được những cái điều thú vị, tự hào của một người lính ở trong đó nhiều hơn, thì anh nghĩ nó sẽ làm cho bài em nó thêm sinh động hơn. Okay, cảm ơn anh. Cũng đồng ý với quan điểm của Carrick. Nhưng mà dù cho là mình có là người đi lính hay không, mình vẫn cảm thấy được cái năng lượng của cái trái tim bạn này đưa yes, ra yes. Yeah. Đấy, bởi vì đó là cái lợi thế của Melodic. Và bạn có thêm những cái lợi thế khác nữa. Rick muốn triệt để luôn những cái đó vào cái bài diễn này luôn. Thì có nghĩa là mình sẽ không có một cái sự hối tiếc nào ở khi mà mình trình diễn này với tất cả những gì mình đang có. Yeah, em hiểu rồi. Em cảm ơn anh chị. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Mà em cho thêm một phút để em nói nốt cái này. Lời đầu tiên em muốn sao tới Tam Kê, người làm con beat này cho em. Và anh em đã trải qua cả một tuần lễ không ngủ buổi tối để làm được cái beat như bây giờ. Rồi em không biết nhảy hay là biên đạo gì cả, nhưng mà em có anh em của em. Sao Thái Viết Di Team. Em cảm ơn mọi người. Cảm ơn em. Một tràng pháo tay cho Melodic. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với vòng thi bứt phá. Và bây giờ sẽ là lúc rất quan trọng để lựa chọn ra người chiến thắng duy nhất sẽ bước vào vòng thi chung kết. Xin quý vị một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón sự trở lại của 4 thí sinh đến từ 4 đội. Double 2T, Hydra, Dilo và Melodic. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng ta đến với phần bình chọn, chúng tôi xin được tổng kết lại một chút về những suy nghĩ của các anh chị về các thí sinh. B-Ray, với bài thi của Double 2T, em có cho rằng đây là một đối thủ nặng ký của đội em không? Dạ vâng, chắc chắn luôn là Double 2T đã có một màn bứt phá ngoạn mục. Nếu mọi người theo dõi quá trình của Double 2T thì mọi người sẽ thấy rõ ràng càng ngày bạn càng lên cái trình độ của mình. Nhất là hôm nay là em hoàn toàn thuyết phục luôn. Em cũng đang rất là lo lắng cho Dilo với cái màn trình diễn vừa rồi của Double 2T. Ok, Big Daddy có nghĩ là hôm nay Hydra đã làm tốt bài thi của mình hay chưa? Hydra thì em luôn đánh giá là một thí sinh rất là tốt. Cái cách bạn ấy viết vần của bạn ấy cũng rất là hay. Và concept bạn ấy làm lên cho bài nhạc từ những mùa trước rồi, cũng như là mùa năm nay, thì bạn luôn luôn giữ được cái phong độ của mình. Chỉ có là hôm nay, như em đã chia sẻ thì nó chưa thật sự làm cho em cảm thấy sướng. Về Dilo, anh Thái, anh nghĩ như thế nào về thí sinh này? I think Dilo got a good chance. I mean, his energy was good, but just the stumbling at the second part. So I don't know, you know how I feel. Okay. Với Melodic là một thí sinh mạnh. Andre có nghĩ là hôm nay Melodic sẽ có cơ hội chiến thắng cao không? Lúc đầu anh Thái có nói là rất tự tin về Melodic sẽ càn quét cái bảng này. Nhưng mà sau khi xem phần trình diễn của Double 2T thì Andre cũng khá là lo ngại cho Melodic về cái vị trí vào vòng chung kết. Bởi vì Double 2T thực sự là một thí sinh bứt phá ở cái bảng này. Xin mời ban giám khảo nhận xét chung tổng quan về bảng thi đấu này. Xin mời Carrick. Dạ, thưa anh Thành, đối với em đây là một bảng thi đấu khá là khắc nghiệt. Bởi vì mỗi người đều có một cái màu riêng và các bạn đều làm tròn trịa theo một cái góc độ nào đó. Đối với Double 2T, bạn sẽ có những cái nét riêng. Em với lại Melodic rất là đồng đều với nhau. Cả hai đều rất là cố gắng để thay đổi tới vòng bứt phá đúng nghĩa với cái tên của nó. Và đối với Hydra và Dilo thì hai em, đối với anh đó là những cựu chiến binh và tụi em đã có những cái kinh nghiệm nhất định. Tuy nhiên có những cái nó chỉ là va vấp rất nhỏ thôi, nhưng mà thực ra nó không thành vấn đề ở đây. Quan trọng là tụi em thể hiện đúng tốt được cái tinh thần của cái bài hát đó. Và anh thấy rõ được là sự cố gắng của em hôm nay rất rõ ràng. Cho nên là anh nghĩ đây là một sự quyết định khá là khó khăn với lại ba giám khảo ở trên đây. Xin mời Su Boy. Đối với Su thì sau cái bảng này, cái điều động lại nhiều nhất là cái sự truyền cảm hứng. Khi nghe một bài hát mà rất truyền cảm hứng thì cũng làm cho mình dậy lên
một cái tình yêu mãnh liệt. Melodic đã làm được điều đó. Và Xuân nghĩ là khi mình viết một bài hát về quê hương đất nước, về nơi mình sinh ra, thì nó cần một cái tính thật và tính nghệ. Và nó không có dễ, tại vì hoặc là mình sẽ nghe rất cũ, hoặc là mình sẽ nghe rất là an toàn. An toàn là vì dễ nói, nhưng mà khi dễ nói quá thì nó thành chung chung. Xuân có một lời trân trọng dành cho bài hát về Việt Nam của Melodic ngày hôm nay. Cảm ơn Xuân. Thế còn Thi thì sao? Bọn em có thể cười cười lên tí cho tươi tươi thì anh căng không quá. Khí vâng. Bớt căng, bớt căng. Vâng, các huấn luyện viên thế ạ. Anh em dành cho nhau những nụ cười. Cái duy nhất anh thấy ở trên sân khấu ngày hôm nay đối với bốn bọn em là các thí sinh cũ và thí sinh mới đều cố gắng như nhau, đều cống hiến và mang đến hết sức mình những thứ mà khán giả mong muốn được nhìn thấy. Đó là lời cảm ơn đến từ anh. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành của Thi. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta bình chọn cho thí sinh mà các anh chị cho rằng xứng đáng vào chung kết. Bình chọn bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã có được tín hiệu và kết quả dành cho 4 thí sinh như sau. Trong 4 thí sinh, có 1 thí sinh nhận được 1 bình chọn chiếm 14,29%. Có 1 thí sinh nhận được 2 chọn chiếm 28,57%. Và thí sinh cao nhất sẽ nhận được 4 chọn chiếm 57,14%. Và thí sinh nhận được 4 chọn từ ban giám khảo và huấn luyện viên là một thí sinh nam. Ô, anh xin lỗi, bạn ấy đang khoác vai. Bạn ấy đang hồi hộp. Và đó là Melodic. Chúc mừng em. Melodic. Chúc mừng em. Chúc mừng Melodic sẽ bước vào chung kết Rap Việt mùa 3. Yeah, từ cái này của em phải nói cảm ơn. Yeah, ba anh chị, em biết rồi, anh Andre, em biết đi, anh Thái, chỉ biết nói cảm ơn, không biết nói gì cả. Em cảm ơn. Chúc mừng Melodic, mời em vào trong và chúc mừng em trở thành thí sinh bước vào chung kết Rap Việt mùa 3. Yes sir. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những lời chia sẻ của ba thí sinh còn lại trước khi chia tay với họ. Mời đi lốt. Lời đầu tiên thì em muốn gửi một lời cảm ơn tới 4 vị huấn luyện viên và 3 vị ban giám khảo, anh Trần Thành và ekip chương trình vì đã tạo cơ hội để cho em được quay trở lại vào mùa này. Và hiện tại bây giờ em cảm thấy rất là mãn nguyện với những gì em đã làm được. Tuy là nó chỉ có nửa bài thôi nhưng mà em rất là vui vì em đã bứt phá được. Em thoát ra được giống như anh Ti với chị Du và anh Karik bảo em về làm nhạc thôi anh em. Đầu tiên em cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người ạ. Tại vì đây là một hành trình mà em học hỏi rất nhiều thứ, nhìn thấy những cái phần mà mình chưa nhìn thấy trước khi mình đến đây và để hoàn thiện nó hơn. Em cảm ơn chị Du, em cảm ơn anh Ti và anh Karik đã chỉ cho em rất nhiều thứ. Em cảm ơn ạ. Thực sự đây là một giấc mơ quá là đẹp với em. Em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể được đứng trên sân khấu của Rap Việt và được gặp các anh, các chị mà trước giờ em chỉ thấy trên TV thôi. Thì em xin được cảm ơn các anh chị đã có mặt ở đây. Em xin cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức đã cho em một giấc mơ quá đẹp ạ.
Cảm ơn mọi người. Và hy vọng là các em sẽ tiếp tục làm đẹp giấc mơ của mình và mang đến cho nhiều người khác nhiều giấc mơ đẹp nữa với âm nhạc của mình. Cảm ơn các em đã đi một chặng đường rất dài cùng với Rap Việt. Cảm ơn vì đã tham gia. Dạ vâng, em cảm ơn anh Trần Thành. Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì tập phát sóng của chúng ta sẽ khép lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với V Channel thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện sẽ được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Hãy tải ngay Vion để có thể xem trọn vẹn Rap Việt của ba. Vion là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình. Đừng quên fieldvg.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình năm nay, nhãn hàng Pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình, và đơn vị đồng tài trợ nhãn hàng Lay's, Lay's giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Xin cảm ơn Streetwear Dirty Coin đã hỗ trợ trang phục cho thí sinh. Xin được cảm ơn Zip Việt Nam Automobile, nhà phân phối độc quyền Zip chính hãng tại Việt Nam để đồng hành cùng với chương trình. Và xin được cảm ơn nhà tài trợ thu âm và phân phối độc quyền các bản ghi Rap Việt mùa 3 Wanna Music Việt Nam. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khép lại tập phát sóng bằng sự bứt phá ngoạn mục thì Easy và Melodic đã xuất sắc chiến thắng hai bảng đấu C và A, để là hai cái tên đi tiếp vào vòng chung kết Rap Việt mùa 3. Tuần sau các huấn luyện viên muốn chơi như nào thì Andre sẽ chơi như thế. Một cái bảng Melodic Rap. Melodic Rap. Yeah yeah yeah. Những siêu phẩm nào sẽ được các thí sinh của bốn đội đem ra trình diễn? Chết tôi rồi. Cái bảng này cũng gọi là bảng tử thần nữa. Đây không hề gọi là bài thi anh ạ. Như một idol ở phương nào về biểu diễn cho chúng ta xem rồi. Em làm chị liên tưởng tới Justin Bieber. I feel like it's like a battle of like the mainstream pop artists right now. Em sinh ra là một ngôi sao giải trí, hội tụ khá là nhiều cái lợi thế, visual, cách viết một hook catchy. Tuy nhiên đây là một chương trình rap. Sau 12 tập Rap Việt mùa 3 thì cuối cùng chúng ta đều được nghe Rider rap. Yo, em không biết nói gì nữa. Nhưng mà Rider đã tự làm hết tất cả mọi thứ, như là không phải sửa một tí gì. Andre marketing về Rider rất nhiều. Đúng rồi, đúng rồi. Không phải là em không biết rap, em sẽ để dành nó. Ngày hôm nay em mang đến để thuyết phục mọi người một cách đúng lúc và đủ. Nhưng mà chị nghĩ các khớp răng nó chưa có thật sự là khớp để cho nó chân chu. Mình cần tìm một cái chất keo để nối với nhau liền mạch. Nhưng mà cái mà động lại của anh ở trong bài hát này đó là cái cảm xúc. Và cái cảm xúc đó nó đã cuốn hết tất cả mọi thứ đi. Đây là bảng đấu rất là đồng đều. Và thí sinh chiến thắng trong bảng đấu này là... Đón xem tập tiếp theo Vòng Bứt Phá, được phát sóng vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Mang vũ trụ bơm tấn vô tận về nhà chỉ với 99k. Đăng ký ngay gói VIP HBO Go trên siêu ứng dụng giải trí Vion.